Đâu kìa. Đợi chị nha. À, trên có single là được bao nhiêu bài rồi nào? Vẫn trên bài kia. À, chân à? Bài kia chỉ tính độ dài thôi mà. Đổi ra xong tính độ dài có gì đâu. Thế đâu cái tính nó bảo là nhầm một số với cả cơ số xong rồi chuyển cái đấy, đấy từ cơ số à. À ừ, thằng Python, thằng Python nó có cách chuyển mà. Không biết đâu. Nó có phần hack các thứ này. Hello Hải. Đợi ông Thịnh vào nữa. Hello anh. Ừ. Anh mới ra thêm bài tập ở trên đấy đây. À. Dạ. Phần bài tập nâng cao, làm hết bài tập cũ chưa? Bài tập SQL. Tập Python đây. Chứ là làm hết bài tập cũ chưa? Nam nó làm hết rồi. Đây, đây bài tập này. Đây anh bảo qua mọi người nhé. Mọi người xong thì nhớ phải làm hết đấy. Tại vì đến buổi 10 anh sẽ chữa. Buổi 10 anh sẽ chữa mấy cái này. Mấy bài căn bản sẽ không chữa nữa nhé. Mấy bài này thì sẽ không chữa này. Mấy bài quá căn bản như này thì không chữa nhé. Để cho mọi người luyện thôi. Đấy. Thấy chưa? Anh có ra thêm bài nâng cao đây này. Thì Nam nhảy vào ăn nhé. Đấy. Thì bài nâng cao này anh sẽ cho mọi người làm về ma trận. Đấy. Thì nhớ nhá. Kết hợp hết tất cả các phương pháp mình đã học rồi nhé. Hàm các thứ đóng hết vào nhé. Đấy, đóng hàm vào. Đứa nào chưa module thì module, tại vì anh sẽ ra một loạt các cái về ma trận. Cái gì dùng lại, mọi người đã có module rồi chỉ việc gọi ta thôi. Nhớ nhá. Đấy, đóng một module. Thì anh có cho bài ma trận này, làm là để nhập được ma trận này. Chắc là Hải nhìn cái này quen lắm này. Dạ em ạ. Đấy, quen nhưng mà thằng Python nó sẽ khác nha. Nó sẽ không code như kiểu thằng C, C cộng cộng đâu. Nó sẽ không đơn giản là scanf xong là phần trăm D các thứ xong là để chú nhập đâu. Nó sẽ phải phân tích list. Thấy không? Phân tích list có nghĩa là sao? Là một ma trận, anh lấy một ví dụ nhé. Anh lấy một ví dụ đi. Thôi. Đây. Là cái này tạo list trước xong rồi. Đúng rồi, em phải tạo list rỗng trước. Ví dụ bản chất. Đúng rồi, bản chất ma trận nó sẽ như này. Như này đúng không? Đấy, bản chất ma trận hai chiều nó sẽ như này. Là một list, có hai list ở bên trong. Hiểu không? Đấy bây giờ em phải làm thế nào đó. Nhưng mà làm thế nào để tạo nhập bằng tay cơ? Có nghĩa là tất cả cái này nhập bằng tay hết, nhập từ bàn phím hết. Hiểu không? Nó khó là khó ở đoạn đấy. Đấy mọi người cứ làm xong bài đầu thì mọi người sẽ nhớ ngồi tìm hiểu ngâm cứu cái này. Đây là ma trận nhé. Đấy, đây là ma trận. Đấy, ma trận thì bản chất anh sẽ cho mọi người làm việc với hàng và cột thôi. Không gì. Đấy. Thao tác nhiều cái hàng và cột. Cộng trừ nhân chia. Có. À cộng trừ nhân chia thì căn bản nó có nam nó chưa được học. Nếu mà anh dạy thì anh chỉ dạy cộng trừ thôi, tại vì nó đơn giản. Còn nhân ấy, nhân ma trận thì nó sẽ phức tạp hơn tí. Nó có hai loại nhân ma trận, một là nhân từng phần tử với nhau, còn hai là nhân ma trận theo dạng kiểu như kiểu bọn em tính định thức ấy. Cái này con tính được ma trận đảo ấy. Có, ma trận gì cũng làm được ấy. Anh sẽ ra bài tập. Ma trận đảo bản chất là gì? Có nhớ công thức không? Nhân hai cái này với nhau thành ma trận đơn vị hay sao? Cái gì đấy? Hai cái nhân với nhau thành ma trận đơn vị cái gì? Ma trận đơn vị là gì? Mày chết rồi, mày hỏi này đúng lúc anh đang ngứa. Ma trận đơn vị là gì? Trả lời cho anh xem nào. Ma trận đơn vị là có các cái gì? Hello thầy. Đường chéo bằng 1. Đúng rồi, tất cả các chị khác bằng 0, chỉ có đường chéo chính bằng 1. Đấy là ma trận đơn vị. Đừng có nhớ lung ta lung tung đi nhá. Đấy. Ý là trong lớp khéo chỉ có muốn em biết về cái đấy thôi. Em chắc em hiệp thôi. Thế nên là ý là phần đấy cũng chưa quan trọng lắm. Hiểu không? Anh chỉ muốn mọi người thao tác quen thuần thục với ma trận như kiểu các bài toán về phần con nhiều ấy. Anh không muốn mọi người đụng đến bài số tuyến tính, tại vì Nam bây giờ mới có lớp 9 thôi. Hiểu không? Thịnh nữa, ý là Thịnh chưa học đến đại số tuyến tính nữa. Cái gì cả? Biết đại số tuyến tính không? À, em không ạ. Ừ đấy. Thật ra đại số tuyến tính đại học năm nhất đại học sẽ học. Đấy. Nhưng mà cái đấy nó không cần thiết. Nó không cần thiết để cho bọn em làm dev. Làm dev thì cứ vững Python core được. Đấy, cứ vững Python core. Đại số tuyến tính thì thuần cho như kiểu bọn anh ấy làm về xử lý ảnh này, xử lý về mấy cái phần liên quan đến AI ấy, thì bọn anh sử dụng đại số tuyến tính nhiều. Đấy. Bây giờ nhá, anh nói lại bài cũ này. Hôm trước Thịnh bận nhỉ? Hôm trước em chuyển nhà ạ. Ờ đúng rồi, hôm trước chuyển nhà nhá. Thì anh nói thật ra bài cũ nó không có gì nhiều, nhưng mà cái phần thao tác ấy để anh nói lại bài cũ nhá, để cho biết là bài cũ nó có cái gì. Và gọi là bài cũ như thế nào. Đầu tiên là biến global và local thì cái này em cũng làm nhiều rồi. Nhớ nhá, global và local. Global thì luôn luôn nằm ngoài đây. Có một cái định nghĩa ban đầu này để cho đây, đây là cái định nghĩa này. Đầu tiên nhá, là khi tạo một biến thường ấy, global và local ấy thì nhớ nhá, là nó sẽ bị giới hạn. Local thì nó bị giới hạn ở trong một hàm hoặc là ở trong một cái điều kiện nào đó. Nhớ nhá. Đấy, còn biến local thì nó sẽ nằm ngoài, nó sẽ nằm ở bên ngoài. Đấy, còn nếu mà mọi người ở trong hàm ấy, mọi người muốn cho một cái biến local thành global thì mọi người thêm keyword này vào. Keyword global vào cho cái đấy thì mọi người sẽ thao tác được cái đấy thành biến global. Có nghĩa là sao? Là khi mọi người truyền bản chất nhá, khi mọi người có một biến global bên ngoài, ví dụ anh có một cái biến C bằng 1 này, là một biến global đúng không? Đấy, nó ở bên ngoài hàm. Cứ bất cứ cái biến nào ở bên ngoài hàm là global hết. Đấy, nhưng khi mọi người ấy thao tác với thằng này này mà tính toán nhá, ý là mọi người chỉ dùng để in ra thôi, chỉ để show ra thì không sao. Nhưng mà đã liên quan đến tính toán ấy, mọi người mà không gắn keyword global vào thì nó sẽ bị sai luôn. Đấy. Nó bị lỗi luôn. Đấy. Nhớ nhá, có một cái như thế thôi, có một cái global thì bên ngoài, local thì ở bên trong một phạm vi nào đó. Đấy, nhớ cho anh cái đấy nhá. Cái tiếp theo này là keyword global nhá, chỉ keyword này chỉ được sử dụng ở trong hàm thôi. Ở trong hàm, ở trong một phạm vi thôi. Trong scope.
Tại vì sao? Ở bên ngoài mặc định nó global rồi, mọi người dùng global bên ngoài bị lỗi luôn. Nhớ nhé. Đấy, đấy phần keyword. Tiếp theo là phần module và package. Bản chất học hàm rồi. Module là gì? Module là chính là cái file Python mà mọi người chạy ấy. Bên trong đấy nó chứa nhiều hàm thì đấy người ta gọi là đóng vào module. Nhá. Hôm trước anh có dạy đấy. Đấy. Anh có dạy ấy, đóng vào module đấy. Đây bây giờ anh ví dụ anh có một thằng module như này, anh có hai thằng sub và sum và sub. Đấy, bây giờ anh đóng thành một module. Mọi người đặt tên module là gì cũng được. Đấy cho thường anh sẽ đặt là module xong cộng thêm một cái gì đó. Cộng thêm như kiểu là module này dùng để tính toán hay module này dùng để query dữ liệu hay là module này dùng để xử lý. Đấy, thường anh sẽ đặt tên như thế. Đấy, thì thằng A này chứa cái module này thì thằng A gọi là package. Nhá, là đóng gói. Thằng A nó đóng gói nhiều module ở bên trong này thì thằng A nó gọi là đóng gói. Đấy nhá. Muốn thao tác cái module này thì mọi người chỉ cần import thôi. Đấy. Thì xem lại bài cũ chưa nhỉ? Bài trước thì em chưa xem đúng không? Ừ thì anh sẽ nhắc lại. Sẽ nhắc lại nhá, nhớ xem lại nhá. Đã nghỉ rồi thì nhớ phải xem lại video cho anh chứ không anh dạy sẽ không hiểu. Nhưng mà mấy bài này nó đang tách biệt nhau. Bản chất bài hàm thì em học vẫn học đúng không? Bài hàm ý là bài hàm là bài cốt lõi. Nhớ nhá, bài hàm là bài cốt lõi. Bài này sẽ phát triển từ bài hàm lên. Nhớ nhá. Đây là đóng thành module nhá. Thì em mà muốn sử dụng cái module này mà trong ví dụ anh ở sử dụng ở trong main thì em sẽ import nó vào. Đấy, em import nó vào. Import kiểu này này. Đây này. Em import. Đây nhá. Đây. Đây em import này. Đấy. Ví dụ như kiểu anh đang để ở trong này thì bây giờ anh sẽ phải có cái đường dẫn của nó lên. Ví dụ anh có cái đường dẫn nó lên này. Anh lấy cái đường dẫn của nó ra. Rồi anh mới import được, không import bình thường sẽ bị lỗi ngay nhá. Đấy, nếu import bình thường thì bị lỗi ngay. Thì đây là cách lấy ra đường dẫn. Đó là em import system xong là chấm thạt chấm append thì append cái đường dẫn này vào. Đấy. Ở trong thằng Windows nhá thì cái dấu sụp bên hôm trước có mấy bạn bị lỗi đấy. Là dấu mọi người sẽ có cái dấu sụp là sụp ngược của anh như này này. Thì ngoài sửa hết lại như này hoặc là mọi người chỉ thêm chữ R đằng trước này thôi. Thêm chữ R đây này. Là được nhá. Đấy. Có hiểu ý anh không? Thích. Hôm trước mấy bạn học rồi, anh chỉ giảng cho em thôi. Đấy, thì có nghĩa là em mà muốn append một cái đường dẫn vào như anh đang làm này. Append có nghĩa là sao? Là em đang đóng. Tắt cho anh mic. Rồi nhá. Đấy, append thôi này. Đấy, đây là append. Append cái đường dẫn vào. Đấy, ví dụ module mình để đâu thì mình append cái đường dẫn vào đấy. Nhớ nhá. Mà chỉ ở trong một project thôi. Nó không qua được project khác đâu. Đấy, hiểu không? Đấy, sau này em append vào đây. Sau này em sử dụng như bình thường. Bình thường ví dụ nó cùng một hàng như này, nhưng nó cùng một cấp ở bên ngoài một project như nhau, không chứa ở trong bất cứ một package nào hết thì em import được luôn. Đấy, làm này nhá. Anh sẽ ra bài tập về import này. Đấy, cho thích nhá. Ý bài căn bản thôi, không khó gì cả. Xong làm chụp gửi anh để anh biết là em đã hiểu và làm cái này. Thật ra là anh muốn là tất cả các em ấy đều phải biết hết tất cả những kiến thức, ai cũng được học như ai hết, hiểu không? Đấy, nên là anh sẽ nhớ xem lại video, để cho nhớ xem lại video buổi đấy. Đấy, xong là anh ra một ít bài tập để cho em làm, để em thao tác thử với cả phần module này nhá. Đấy, đấy là phần module, còn package là chỉ là bên trong này thôi. Bản chất là bài này làm nhiều về việc thao tác cái đường dẫn, để cho còn hàm đường dẫn và hàm. Đấy, thì có nhiều cách import á. Nhớ cho anh những keyword này, from là sao, là từ ấy, từ đâu. Ví dụ anh là từ module, đấy, là lại thế import từ module là sao, từ module ở bên trong này, là từ cái module này import hai thằng này vào. Đấy, đấy là một kiểu, còn không ấy, em import như kiểu là import bình thường là import module này thẳng trực tiếp luôn. Xong là em chấm ra để lấy ra phương thức. Bản chất là tất cả các thằng hàm này người ta gọi là phương thức. Đến hôm học lập trình OOP thì mọi người sẽ biết phương thức là gì, thuộc tính là gì, object là gì. Đấy, đến hôm học lập trình OOP là một trong những cái khá là quan trọng trong lập trình. Đấy, nó là lập trình của đối tượng nhá. Rồi, đây là phần bài hôm trước. Đấy, anh đã qua phần bài hôm trước để cho Thịnh hiểu nhá. Còn bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần này. Đấy, bài hôm trước đây. Đấy. Bài hôm nay là buổi 8. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần Python directory. Directory là gì? Có nghĩa là directory là thư mục nhé. Về nhớ cho anh nhé. Đấy, directory là thư mục ấy, nó chính là cái thằng package ấy. Nó thằng này này, thằng A này, thằng A là thư mục này. Đây này, anh có thư mục này, một đống thư mục này. Đấy người ta gọi là directory nhé. Nhá mọi người nhớ nhé, nhớ cho anh cái này nhé. Đấy người ta gọi là directory này. Bây giờ tí nữa anh sẽ thao tác một vài câu lệnh cú pháp để cho mọi người nhớ nhé. Vào phần comment. Comment là câu lệnh. Hiểu chưa? Câu lệnh để mình thao tác ở bên dưới này, chứ không phải lúc nào cũng thao tác ở trên này. Hiểu không? Thì anh sẽ chỉ cho mọi người vài câu lệnh. Và hôm nay sẽ học quản lý file, đọc ghi file như thế nào. Đấy, chúng ta có một file đúng không? Xong chúng ta đọc ghi file như thế nào. Đấy, xong là học thêm cả phần try với exception nữa. Try exception ấy là cái phần để kiểm tra lỗi hệ thống, có nghĩa là khi mọi người code ấy mọi người hay bị lỗi, thế làm thế nào để khắc phục mấy cái lỗi đấy mà nó sẽ raise mấy cái lỗi lên mà chương trình vẫn chạy như bình thường. Thì đây là phần try với exception để phát hiện lỗi hệ thống. Đấy, try là thử, exception là ngoại lệ, là xử lý cái phần thử. Ví dụ phần thử sai thì xử lý đến phần exception. Đấy, phần exception sai thì xử lý đến phần finally. Đấy, thì tí nữa vào đến từng phần thì sẽ biết nhé. Đây, đầu tiên nhìn vào cái này cho anh. Hôm nay cụ thể sẽ như này. Đấy, học về file, được chưa? Học về file, bản chất nhé, học về file mọi người học mở file này. Có các bước thao tác với file như sau: là mở file, đọc một file, ghi vào file và đóng file. Luôn luôn phải nhớ từng các bước như này. Ba bước chính cụ thể trong file, nhớ nhé. Đọc ghi file đấy, người ta hay gọi là đọc ghi file, luôn luôn phải đóng file nhé. Nếu không đóng file ấy, thì sẽ gây ra những cái hiện tượng liên quan đến tràn mem nhé, tràn memory ấy, được chưa? Tràn gọi là tràn RAM đấy, được chưa? Rồi là các phương thức thao tác với file. Thì file nó có vài phương thức, giống kiểu mọi người thao tác thì mọi người phải bật chế độ gọi là bật mode cho nó, là đọc hay là ghi hay là thế nào đó. Thì tí nữa đến phần đấy thì mọi người sẽ hiểu, được chưa? Tiếp theo, file là gì? Đấy, bây giờ lại hỏi file là gì đúng không? File là tập tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính. Thì bây giờ nhá, anh sẽ nói cho mấy đứa biết nhé. Thì máy tính chúng ta có hai loại ổ cứng chính, đó là RAM và ROM. ROM hay được gọi là, hay mọi người vẫn hay biết đến là HDD ấy, được chưa? HDD hay là SSD ấy, thì được gọi là ROM, là bộ nhớ máy tính lưu trữ vĩnh viễn. Có nghĩa là khi mà mọi người
gì nhỉ, lưu vào đấy, nó xóa đi. Ý là, à quên, mọi người đi tắt máy đi, hoặc là mọi người sắp nào máy mọi người đi, nhưng mà tất cả những cái file hay là tất cả những thông tin lưu trữ mà mọi người đã lưu vào ở trong một cái bộ nhớ ROM ấy, là HDD hay là SSD ấy, thì nó sẽ vẫn giữ nguyên ở đấy khi mọi người bật lên. Đấy, có một thằng là thằng RAM, là Random Access Memory, có nghĩa là mọi người khi mọi người bật lên ấy thì nó sẽ lưu vào bộ nhớ RAM, là bộ nhớ tạm, thường hay được gọi là bộ nhớ tạm, với tất cả những cái này này anh đang lưu vào bộ nhớ tạm này. Thì bây giờ muốn xem cái đấy ở đâu, ví dụ máy tính của anh đi, thì anh có phần Activity Monitor, còn mọi người ấy sẽ có cái phần gì nhỉ, khi mọi người ấn chuột phải đây này, anh không biết là mọi người sẽ làm nào, nhưng mọi người bấm chuột phải ở dưới cái thanh giống thanh của anh đấy, bấm chuột phải vào xong là có phần Task Manager ấy, nó sẽ ra đấy, nó có phần Task Manager ấy, không có tìm kiếm trong tìm kiếm hoặc mọi người tìm ở trong tìm kiếm ấy, gõ chữ Task Manager ra đấy, quản lý các task này, thì mọi người sẽ biết. Thì ví dụ như máy anh đi, thì nó có này, phần memory này, physical memory này, gọi là phần memory vật lý ấy, là vật lý ở đây có nghĩa là sao, là built-in của cái máy đấy, là khi mà mình mua cái máy đấy nó xây dựng là có bao nhiêu thì nó đang có từng đây, là 8, anh là có 8GB RAM đấy, 8GB RAM này bây giờ anh đã sử dụng được 7,04GB rồi này đấy, thì 7,04GB đấy nó cụ thể ở đâu, nó như này, ở phần Google này, Zalo này đấy, ở phần Windows Server này đấy, Zalo thường Zalo Windows các thứ anh toàn này đấy, WhatsApp này, OpenVPN này, đây là có rất là nhiều. Ở đây là tổng là anh đã lưu trữ, anh đã sử dụng hết 7GB. Được chưa? Trên 8GB. Đấy. Thì đây là phần RAM và lưu trữ tạm. Có nghĩa là sao? Khi mọi người ấy, bản chất nhá, những cái lưu trữ tạm này thường là sẽ nhắc đến những cái việc mà mọi người như này này, trình duyệt web này. Đấy, hoặc là mọi người dùng để tính toán. Tính toán nghĩa là sao? Khi mọi người code ấy thì nó sẽ lưu các cái phép tính, như là lưu cái các thứ tính toán của mọi người lên mem. Nhớ nhá. Đấy, còn bản chất file thì nó sẽ lưu cứng ở trên ổ cứng nhá. Đấy, nó lưu cứng ở trên ổ cứng. Anh muốn nói đến hai cái đấy để cho mọi người phân biệt rõ ràng giữa hai cái. Đấy, để biết đường thao tác thì ấy, memory ấy, bản chất là nó là các cái mà mọi người tắt máy đi nó sẽ biến mất đấy, ví dụ như kiểu là mọi người lưu một cái biến để cho biến a bằng 1000 đấy, xong là mọi người thao tác nhân chia cộng trừ a các thứ đấy, thì nó đang thao tác nhân chia cộng trừ ở trên memory đấy, nhớ nhé. Hoặc xử lý ảnh, xử lý video, xử lý bất cứ cái gì ấy, nó gây nên tràn ram các thứ ấy. Hay nghe hiện tượng tràn ram không, sử dụng nhiều quá nó bị tràn ấy. Đấy, xong là máy của chúng ta bị đơ ấy. Đấy, thì chúng ta phải tắt đi bật lại để cho ram nó reset lại đấy, rồi nhá. Và nhớ cho anh các bước xử lý file này. Open để cho read hoặc write, có nghĩa là đọc hoặc ghi đấy, và nhớ hai cái chữ cái đầu này đấy, và close file. Rồi tiếp nào, đến phần này có phần này cũng phần đây mọi người nhé, để ý cho anh phần này đấy. Đầu tiên này mọi người này, chữ R này là mặc định khi mà thao tác với file, tí nữa mọi người sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ cứ biết các cái mode này nhé. Mode này là cái mode mà khi mọi người thao tác với file đấy, nếu mọi người truyền R vào hoặc là không truyền thì nó là mặc định rồi, hiểu không? Đấy, không truyền nó là mặc định rồi, thì nó là luôn luôn là đọc cái file lên đấy, nó đọc cái file lên nhá. Rồi viết kép là write, viết kép này nó sẽ có hai kiểu viết kép. Một nhé là viết kép chay nè, bây giờ nhìn thấy cái phép cộng này không, nhìn phép cộng này không? Khi mà mình ấy, thêm phép cộng vào đây thì nó có cả chức năng read và write, nhớ nhé. Thêm phép cộng vào đây này thì có cả chức năng read và write đấy, còn nếu mà để không này nó chỉ có read không thôi đấy, được chưa anh? Ở đấy tiếp này, ví dụ thằng A này cũng thế, nhưng mà thằng write này nó có một khả năng như này. Thằng write này khi mọi người khởi tạo một file, nhớ nhé, khi mọi người khởi tạo một file, nếu mà cái file đấy không tồn tại đấy, thì nó sẽ tạo ra cho mọi người gì nhỉ, file mới bình thường, nhưng cái file đấy tồn tại rồi và có giá trị ở trong đấy thì nó sẽ truncate, có nghĩa là nó xóa hết tất cả các dữ liệu trong file đi. Làm việc với thằng VKF này thì lưu ý. Đấy, nhưng mà còn một mode khác. Đấy, mode khác là sao? Có nghĩa là mọi người thao tác vẫn là cái file A. Ví dụ bên trong file A có dữ liệu là chúng ta đang để là ngày tháng năm sinh này, tên tuổi, quê quán thứ đúng không? Nhưng mà chúng ta lại muốn viết thêm nữa, chúng ta lại muốn viết thêm một trường là gì nhỉ? Kiểu một trường mối quan hệ chẳng hạn. Đấy, một trường mối quan hệ chẳng hạn. Đấy, mọi người muốn viết thêm nhưng mà không muốn xóa dữ liệu cũ thì mọi người nhớ sử dụng mode A. Mode A là sao? Khi mà một file, nhớ nhá, khi mà một file có cái file đấy xuất hiện rồi, được chưa? Nhưng mà nó sẽ không truncate, nó không gọi là xóa cái file đi, mà nó sẽ tạo ra một dòng mới. Được chưa? Và nó sẽ gọi thêm vào ấy. Đấy, thường là sẽ thao tác thằng này, bình thường nó sẽ thao tác ấy. Còn mấy này là mấy cái mode binary này, open binary mode này. Đấy, có nghĩa là mở file mà chứa binary đấy, open the text mode này. Đấy, là mặc định là nó đã mở text mode rồi mà mình không cần phải truyền vào. Nhớ nhá, đấy. Rồi, đấy chỉ cần thao tác thằng X này rất là ít khi được sử dụng nhá. Anh là thường thao tác thằng này và thằng đấy, có ba thằng thôi, có ba thằng chính thôi. Đấy, nhá, đấy là phần file. Đây, và bây giờ phần đầu nhá, quay lại phần đầu này. Đây là phần lý thuyết nhá, đây là phần lý thuyết nhá. Quay lại phần đầu là Python directory này. Anh sẽ chỉ mọi người một vài câu lệnh để mọi người thao tác với cả bằng câu lệnh nhé. Đấy, đây học cho anh câu lệnh đầu tiên, được chưa? Học cho anh một câu lệnh đầu tiên nhé. Câu lệnh CD, tất cả lớp ai cũng phải biết hết câu lệnh này rồi nhé. Ai cũng biết hết câu lệnh này. CD nó có 3 biến thể, ghi ra này, tất cả đều ghi ra cho anh nhé. CD nó có 3 biến thể, ví dụ nhé. CD bây giờ anh bật to này lên, anh bật to này lên rồi. Làm ở đây đi, tất cả đều bật hết thằng visual lên nhé. Đấy, anh sẽ chỉ cho mọi người một vài câu lệnh này. Câu lệnh đầu tiên là câu lệnh clear đi. Đây clear là xóa sạch banh cái terminal đi. Đấy, đây anh sẽ viết ở đây nhé. Anh viết tạm ra đây nhé. Anh sẽ tạo một file Python mới. Save ạ. Rồi, anh tạo file Python mới này. Anh để là command này. Command.py. Đấy, anh để là command.py nhé. Đây, anh có cái này. Được chưa? Đầu tiên là có lệnh CD. CD là change directory. Directory nhé.
Change directory có nghĩa là sao? Là thay đổi đường dẫn. Có nghĩa là thay đổi directory ấy, thay đổi cái chỗ đứng của directory ấy. Có nghĩa là thay đổi directory nhé. Bây giờ ví dụ anh có A, thằng A là directory A đúng không? Chẳng như thế. Đấy, bây giờ ví dụ từ từ á, đây là phần change directory này. Có lệnh đầu tiên là có lệnh clear đi. Clear. Đấy, là xóa gì nhỉ? Xóa terminal. Xóa gì nhỉ? Cái này phải gọi như nào? Xóa cái này này. Nó xóa cái câu lệnh hay là xóa hiển thị, xóa phần hiển thị dưới terminal. Tất cả đều ghi nhá. Đây là phần câu lệnh. Tại vì sao? Sau này mọi người sẽ thao tác với ví dụ nhé. Bây giờ mọi người dùng thằng Windows ấy sẽ rất là ít thao tác, nhưng mà sau mọi người dùng thằng Ubuntu ấy. Ai ở trong đây đã sử dụng hệ điều hành Ubuntu rồi hoặc là đã nghe qua rồi? Alo. Có rồi mày xem. Ở đấy thì có Hải không? Có Hải. Có đợt em cài, em mạng kia cài mà nó cài, máy không cài được. À, ở đấy thì hệ điều hành Ubuntu nhé là một trong những hệ điều hành mà thường setup chính là làm những con server. Đấy, và để cho những người mà code về code hệ điều hành Ubuntu chẳng hạn này, hoặc là code về phần gì nhỉ? Anh bọn anh AI cũng hay code Ubuntu. Đa phần bọn anh xử lý Ubuntu hết. Đấy, thì Ubuntu ấy bản chất nhá là mọi người ấy, thao tác cái gì mọi người cũng phải thao tác bằng câu lệnh. Nó có cái này này, nó có cái được gọi là terminal này, giống máy anh này. Đây này, anh bật cho xem. Đây này, nó giống máy anh này. Đây này, đấy, nó có cái như này. Đấy, đây người ta gọi là terminal. Terminal ấy có nghĩa là cái mà dùng để mọi người thao tác có lệnh ấy. Bọn em thì có cái mà CMD ấy, cái gì đấy, đúng không? Bọn em thì có cái CMD đấy ở trên Windows ấy. Đấy, thì bây giờ bọn anh là có cái này, nó sẽ là có hai cái mọi người cần phải biết ấy. Màn hình CLI là cái màn hình này, và màn hình UI. Đấy, CLI là cái màn hình mà giao diện đen đen này, còn màn hình UI là màn hình User Interface, là màn hình giao diện để cho mọi người sử dụng, là màn hình mà bên trên. Đấy, đây là màn hình giao diện. Để cho khi mọi người tạo một file ấy, thì bên dưới nó sẽ chuyển xuống mã. Đấy, là tạo một file, phải tạo một file giống kiểu là make một file ấy. Tí thì anh sẽ chỉ. Đây nhá, nhớ cho anh câu lệnh này. CD đúng không? Thì CD cần phải nhớ cho anh cái này nhá. Đầu tiên CD thường. CD thường có nghĩa là sao? Là nó sẽ enter luôn này. Mọi người sẽ trở lại cái gì nhỉ? Cái đường dẫn đầu tiên, có nghĩa là trở ra cái directory đầu tiên của máy tính. Có nghĩa là về home ấy. Bình thường máy bọn em thì như nó sẽ về home nhá. Nhớ nhá, nhớ cho anh câu lệnh này. CD thường nhá. Đấy chưa? Tất cả cùng thao tác nhá. CD thường này là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là CD. CD vào, CD cộng với cả tên một folder. Ví dụ nhá, anh CD vào desktop. CD là trên directory ấy. CD vào desktop này, nhìn này, anh vào desktop này này. Đấy, anh CD vào desktop nhá. Xong bây giờ học thêm một câu lệnh này nữa. Câu lệnh ls là list. List tất cả các cái file ở trong folder đang đứng. List tất cả file và folder tại vị trí directory đang đứng. Đấy, ls nhá. Đây này, ví dụ anh gõ ls này. Được chưa? Đấy, ví dụ trong gì nhỉ? Trong desktop của anh ấy, trong desktop của anh có tất cả những thư mục như này. Đấy. Hiểu không? Có hiểu anh không? À, ý là có hiểu câu lệnh không? Đấy. Nam em có hiểu câu lệnh không? Không có. Ừ, đấy, nhớ nhá. Đây là một vài câu lệnh bằng tiếng Anh mà mọi người cần phải biết nhá. Đây anh clear đi. Clear đi cho mọi người dễ nhìn. Đấy, đây ls nhá. Tiếp này, CD đúng không? Là CD bình thường này. Có 3 loại CD nhá. CD có 3 loại. 3 loại. 3 loại. Đấy. Tiếp này, CD vừa nãy là anh dạy CD gì rồi? CD vào thư mục đúng không? Bây giờ ví dụ ở trong desktop của anh đi có phần gì nhỉ? Python core. Đấy anh gõ này, anh gõ nhá, mọi người nhớ này. Có một cái rất là quan trọng khi mọi người thao tác mà muốn gõ cốt nhanh ấy, thì mọi người gõ cái chữ tab. Đây này. Đây, nhìn anh gõ chữ tab ấy, nó sẽ tự nhảy ra các cái file. Đấy, ví dụ anh gõ nhá. Ví dụ anh biết là trong anh có hai file Python hai file như này, anh gõ chữ file này, anh ấn tab này. Nhìn thấy không? Anh ấn tab một cái nó sẽ nhảy ra luôn. Và làm thế này thì nó tăng độ chính xác hơn, tại vì có file đấy hay là có cái folder đấy ở trong cái đường dẫn hoặc là ở trong cái vị trí mình đang đứng thì nó sẽ tự nhảy. Còn nếu mà nó không tự nhảy thì là mình đang sai rồi. Đấy, xong rồi người gõ enter. Nhìn chưa? Xong anh lại ls ra để anh xem anh đang có cái gì. Đấy, ví dụ anh đang có gì? Anh có folder A này, đấy, bài 1 này, main này, MD này, một folder MD này, module này, Python environment này. Đấy. Hiểu không? Tất cả hiểu đúng không? Đấy, đấy là phần gì? Là phần CD. Còn nữa, còn một thằng CD nữa là CD chấm chấm. CD chấm chấm có nghĩa là sao? Là CD cái này chuyển lại cái thư mục trước đó. Nhớ nhá, CD chấm chấm. CD chấm chấm này chuyển lại cái directory trước đó. Directory trước đó. Đấy, bây giờ ví dụ anh ấn CD chấm chấm này, đấy, anh nhảy ra desktop này. Bây giờ anh muốn lại vào lại này. Đấy, xong là anh muốn nhảy ra này. Hiểu không? Tất cả phải nhớ câu lệnh này nhá. Đấy, và học thêm cho anh câu lệnh này. Muốn mà chạy một file Python bất kỳ, được chưa? Mọi người gõ Python cộng tên file. Tên file. Được chưa? Python cộng tên file. Alo. Ai bật mic tắt anh ấy. Rồi ok nhá. Đấy, Python cộng tên file nhá. Nhớ ấy, Python cộng tên file để chạy một file. Để chạy một file một file Python file.py như này. Đấy, để chạy một file.py nhá. Nhưng mà mọi người lưu ý này, có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng này. Trước khi mọi người chạy python.py, thằng này mặc định nó đang chạy cho gì? Python 2 đấy. Ý là Python 3, ví dụ nó sẽ có hai phiên bản là Python 2 và Python 3 như anh đã nói, được chưa? Thì hai cái phiên bản đấy nó sẽ khác nhau về phần print. Print của thằng Python 2 nó sẽ không có dấu ngoặc. Còn thằng Python 3 nó có dấu ngoặc thì nó sẽ bị báo lỗi. Được chưa? Bình thường mọi người sẽ nên check xem là hệ thống của chúng ta, cái chỗ ta đang đứng này, nó có Python không. Nhớ nhá, check xem hệ thống của chúng ta có Python không, mọi người gõ này, Python enter. Đấy, nhưng mà nhìn này, anh đang có Python là gì? Python 2.7. Được chưa? Nhìn này, hệ thống của anh là đang có Python 2.7. Hiểu không? Nhưng mà chúng ta đang học Python 3 chứ không phải là Python 2.7. Được chưa? Thì chúng ta làm thế nào? Đấy, với máy của anh thì ví dụ máy mọi người khéo là máy mọi người sẽ có. Bây giờ nhá, máy của anh đúng không?
thì anh sẽ activate cái môi trường code của anh lên. Nó sẽ là như thế này. Đấy, anh activate nó lên. Bây giờ anh gõ Python thì nó sẽ ra là Python 3. 3.9. Đây người ta gọi là phần môi trường. Được chưa? Đây là phần môi trường. Đấy, đây phần môi trường nhá. Mọi người nhớ lưu ý nhá. Và có một thằng cũng rất là quan trọng như này mà anh muốn chỉ cho mọi người. Đúng. Có nghĩa là thằng Python environment là thằng môi trường. Được chưa? Môi trường là cái mà để lưu trữ tất cả những gọi là code in hình thư viện vào đấy. Thì anh cũng muốn chỉ luôn cho mọi người cái này. Đấy, nhìn này, tất cả mọi người đang sử dụng thằng PyCharm đúng không? À quên, thằng PyCharm hoặc là Visual đúng không? Đấy, anh chỉ cho mọi người cái này nhá. À, phần quiz này. Đây. Anh sẽ chỉ cho mọi người cái này. Đầu tiên, mọi người phải cài về pip install. Đây. Đây cài cho anh cái này. How to install virtual virtual environment in Python in Windows. Đây. Gõ cho anh câu lệnh này. Nó sẽ là câu lệnh inilook này. In stereo setup. Đợi anh xíu nha. Để anh chỉ cho mọi người cài đặt môi trường. Cài đặt môi trường nó khá là quan trọng. Môi trường code khá là quan trọng. Virtual environment đây. Đây, pip install virtual environment. Cái này không phải Windows đâu. Đợi anh xíu. Install package using virtual environment. Đây mọi người thử chạy cho anh cái code này. Đây, Windows. Chạy cho anh code này thế nào? Anh gửi code này vào đây xem chạy như nào. Đấy, chạy cho anh code đấy. Anh gửi vào lớp rồi đúng không? Chạy cho anh code đấy xem nó ra cái gì. Chạy trong terminal ấy thôi. Chạy trong terminal ấy. Tất cả những cái gì liên quan đến pip nhé. Anh sẽ bảo nhé, thằng pip ấy là cái thằng để cài đặt, để setup. Đấy chưa? Chạy trong terminal ấy, câu lệnh đấy. Có phải không chạy, xem nó hiển thị ra gì. Anh ơi, của em nó báo là pip is not recognized cái gì. À, nó không nhận pip à? Thì em đây, em gõ câu lệnh này cho anh. Đang download. Em download pip à? Download xong. Em download xong rồi đúng không? Đấy, download xong rồi cho anh. Thì Nam gõ anh câu lệnh dưới thế nào? Xem nó có download pip không? How to install. How to install pip. Không biết mà là pip nó gì con này cái gì? Đây. Anh xem là how to install pip. Pip yep. Kern, Python, get pip. Đây. Đợi anh xíu. Xem là thằng pip in window này sẽ. Đây, pip install package name Python, Python 10. Python get pip.py. Đây, Nam em thử gõ câu lệnh này đi. Nam. Đấy, câu lệnh này. Gõ câu lệnh nhá. Vâng. Câu lệnh. Gõ câu lệnh đi vào. Chạy không? Đây là được. Được rồi đúng không? Xong gõ cho anh câu lệnh này nữa. Đấy, gõ câu lệnh này vào nữa. Chạy tiếp câu lệnh đấy. Chạy không? Nó chạy, nó tải cái gì? Hả? Nó đang tải cái gì vậy mày? Đúng rồi, nó đang tải, xong là gõ cho anh cái này. Tải xong thì gõ cho anh cái này. Pip version, xem nó hiện ra version 19 chấm mấy hoặc là 20 chấm mấy thì là đúng. Được, sắp xong chưa? Nó tải sắp xong chưa? Ai hơi tưởng không muốn rồi. Tất cả các em thử pip version xem nó sang gì nhá. Có sao không? Hải ra 20.04 thì gì không? Pip trừ trừ version. Của em nó ra 22.2.1. Rồi được rồi, ngon rồi, 22.2.1 rồi, xong rồi đấy. Thì bây giờ lại chạy lại câu lệnh đầu tiên cho anh. Chạy lại cái câu lệnh py trừ m kìa. Chạy lại câu lệnh đầu tiên cho anh. Chạy được không? Nè. Em chạy thì nó lại báo là p not với con này. Ừ. Thế á, thế bây giờ em chỉ chạy pip install đây này, gõ như này cho anh nhá. Pip install. Đây này, gõ virtual environment đây này. Em gõ cho anh cái này, xem được không? Gõ thành cái này được. Tất cả mấy đứa đều ấy được rồi đúng không? Em là 22.0.4. Được. Đây Python 3.0. Ok được rồi. Nam sao rồi? Chạy được không? Em bấm xong rồi nó thì em không thấy nó động tĩnh gì. Em tơ ra. Nghe tơ rồi mà không thấy động tĩnh gì. Từ từ á. Không phải ngay. Ừ. Đây in Windows đây, đúng rồi. Pip. Công lệnh này không chạy. Nó không được. Không được à? Sâu cho anh xem nào. Sâu cho anh xem. Lỗi gì rồi. Đâu anh xem nào. Đây. Từ từ sao em không chạy ở trong thằng Visual? Sao chạy đây? Visual. Anh vừa bảo vừa bật cái này lên mà. Anh bảo chạy trong Visual đi. Xem thử chạy trong Visual nào. Ấn pip version cho anh. Có pip version cho anh. Pip trừ trừ version. Nó ăn vào đây không? Rồi. Xong bây giờ pip. À xong gõ cái câu lệnh vừa nãy. Ra ngoài kia gõ. Cái nào? Câu lệnh cuối cùng ấy. Vâng. Đúng
không phải, không phải ấn lên, ấn lên à, sang 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 cái khác, không phải cái đấy thôi. Đây xem này. Đợi anh xíu, đây này, câu lệnh này này, mình chạy lại nào, sao lại không lấy con này nhỉ? Đấy, ờ, có câu lệnh đấy, copy đi nhắn. The term pi is not recognized. À em xóa chữ pi đi. À từ từ. Từ từ đợi anh xíu. Có nghĩa là the term pi script file or text mailing name. Em gõ hẳn Python thế nào? Giống hệt như thế, xóa không gõ hẳn Python. Rồi enter thế nào? Ờ được rồi. Được rồi. Của nợ này. Lừa anh. Rồi tiếp nhá, anh sẽ chỉ mọi người khởi tạo môi trường ảo nhá. Phải tạo một môi trường ảo này. Đây, phải tạo môi trường ảo đây. Thì người gõ câu lệnh này cho anh. Gõ câu lệnh sửa. Đây, anh gõ chữ này chữ Python. Đây. Sao màn hình. Đây anh gửi ấy, anh gửi qua. Ơ thì sao mà không nói được à? Sao lại như này được chưa? Không, mấy cái câu trên này có cần phải gõ không? Hai câu trên. Không, không 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 không. Gõ luôn câu này. Thịnh á, của Thịnh gõ tiếp đi Thịnh. Ơ như này được rồi nè. Tiếp version được rồi. Thịnh em làm được rồi đấy. Sao là gõ tiếp cho anh cái câu lệnh kia. Python to my environment. Sao nó yêu cầu cái gì đấy? Đó. Yes, no. Xong rồi ấn đi cho anh. Yeah, ấn đi xong enter. Một trong hai thằng share cho anh đi. Hải 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 hải, share cho anh xem nào. Share cho anh đi. Share. Đây là phần virtual environment nhé. Đáng nhất phần này nó từ bài 2 cơ. Nhưng mà mấy đứa chưa làm được thì anh sẽ chỉ. Được chưa, như này chưa? Xong rồi bây giờ em nhìn này. Em nhìn ở trong Python của em nó có chữ env ấy. Trong cái folder Python của em. Ừ đấy. Không, không phải. Bên trên này cơ. Bên này này. Không, để yên. Tất cả mọi thứ để yên. Anh chỉ nhá, di chuột về bên trái, chỗ tất cả các file Python của em. Đấy, em nhìn thấy chữ env không? Đây. Đấy, thì có nghĩa là khi mà em ấn khởi tạo ra đấy thì cái chữ cuối cùng ấy nó là tên của môi trường. Mọi người phải nhớ câu lệnh này là Python trừ m virtual environment xong là đến tên. Có nghĩa là một người đang khởi tạo ra một môi trường để lưu trữ thư viện. Thế bây giờ làm thế nào để bật được cái môi trường ấy lên? Bây giờ gõ cho anh. Gõ này, gõ dưới, sụp. S O U R C E. Hai đi, hay hai cái này đi. Hay tắt cái này đi. Không phải sụp đấy, ý là resource đấy, source xóa cái chữ, đúng rồi, S O U R C E. Không, xóa cái dấu sụp đi. S O U R C E thôi. Source R S O U R C E rồi cách env, cách env. Rồi, sụp bin, sụp đi, gõ chữ B. Gõ B xong là tab. Ấn nút tab. Ơ tab nó không ăn à? Thế bây giờ em xóa đi, xong là em gõ env xong là em tab. Xóa, rồi tab. Rồi xong là bin, gõ chữ bin. B I N bin tab. Nó ăn à? Nó không ăn kìa. Nó không ăn. Em gõ tiếp nào. Xong là sụp tiếp, xong activate. Sụp tiếp. Rồi activate. 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 Không. Bỏ chữ E đi. Rồi, vết rồi, enter. Xem nó ăn không? À cái này nó không ăn. Thế bây giờ em ấn gì nhỉ? Ctrl Shift P cho anh xem nào. Ctrl Shift P. Rồi, bây giờ Ctrl Shift P đúng không? Em gõ Python, gõ chữ Python. Python. Từ từ anh lại quên bố câu lệnh ở trên này. Python interact đó, in cách in. À kia. Python select inter cuối cùng ấy. Ấn vào cái cuối cùng. Đúng rồi, ấn vào cái cuối cùng. Rồi, đấy, xong rồi em chọn cái thằng đấy nó recommend cái đấy, chọn luôn. Chọn luôn thằng đấy. Rồi, xong rồi bây giờ em ấn khởi tạo ra một cái terminal mới. Ấn khởi tạo ra thằng terminal mới. Không, terminal mới đằng này, góc phải màn hình. Góc phải màn hình. Ừ. Lỗi tại sao nó không ăn nhỉ? Python cannot load bởi vì running speed is disabled on system. For more information. Thằng này bị làm sao nhỉ? Environment. Khởi tạo được environment bên trên kia rồi mà lại không ăn. Ở đây. À. Em đang ở. Đúng rồi, em đang ở Python. Đợi anh xíu. Python environment. Có ai chạy được không? Thinh. Dạ. Yeah, có chạy được không? Có chạy được đoạn này không? Cái mà anh vừa lấy bảo Hải đấy. Chạy được không? Thử gõ xem nào. Vâng. Anh thử gõ xem nào. Nam có chạy được không? Của em đâu, em cũng không được anh ạ. Hết. Thằng Windows này. Từ từ thế nào. Đây là phần môi trường. Đây là phần môi trường. Đợi anh xíu. Anh mà không giải quyết được anh sẽ gửi video cho bọn mày giải quyết. Để mày xem giải quyết. Anh thì anh không hay cốt ở trên thằng Windows nhé. Bình thường của anh ấn phát là được luôn. Thao tác phát ok luôn. Từ từ nào. Câu lệnh như này đúng không? Có thể là câu lệnh có vấn đề. Đợi anh xíu. Ok. Đấy, đây là phần environment. Environment có nghĩa là sao? Là các cái thư viện lưu trữ ấy, của bọn em lưu trữ vào trong đấy. Hiểu không? Đấy. Đây, đợi anh xíu. Environment. Activate the source. Name bin activate. Đây, Python. Chữ P. Sudo.
Thành trường. Đây, thử gõ anh câu lệnh này xem nào. Hải gõ anh câu lệnh này nhá, anh gửi cho. Đây, gõ anh câu lệnh này. Đấy, copy ra, xong là gõ cái tên khác đi. Copy hết. Rồi, gõ cái phần choose name đấy thì gõ thành một cái tên khác. Hai đi đúng không? Rồi, paste xuống rồi. Ơ, sao nó chạy như này? Thoát ra quit. Cắt chuột đi. Không được, thì có gõ ở đấy, xóa đi. Ơ, ấn nút lên. Ấn nút lên. Rồi, xóa cái phần đằng sau đi, xong là gõ tên môi trường vào. Em ghi là ven đi. Ven V. Xóa nữa đi, nữa. Không, xóa cả dấu ngoặc. Xóa cả dấu ngoặc. Em ghi là test, em ghi là test đi. T, test. Rồi enter. Rồi, Python will not fail. Không tìm thấy. Python will not fail run without human. Em gõ Python enter xem nào. Python enter. Ừ, sẽ sửa cái Python 3 kia thành Python đi cho anh xem nào. Thoát ra. Quit. Quy. Thử Ctrl C, Ctrl Z. Không Ctrl Z được. Ctrl C. Không được. Thế có chữ quit. Q U I T. U I T. Mở ngoặc đóng ngoặc. Mở ngoặc đóng ngoặc. Ctrl Z kìa. Đâu đâu. Ctrl Z kìa. Em thử ấn Ctrl Z thế nào. Ừ đấy. Ừ Ctrl Z. Nào xem nào. Thế thì ấn nút lên xong sửa Python 3 nào. Sửa mấy kia Python 3 xem nào. Em có chữ Python 3 xem nào, xem nó ra. 3. Ghi thêm số 3 vào xem nó ra. Enter. À không ra. Ok. Ok. Xóa đi. Xóa nó mở cái này rồi. Ừ. Gõ Python thường thôi, sửa hết. Ấn nút lên. Lên nữa. Nữa. Rồi, sửa hết Python 3 thành 0. Ấn xuống. Rồi, sửa hết Python 3 thành Python. Dùng con thỏ chuột, không bấm như thế. Dùng chuột đấy, ghi ra. Rồi, xóa số 3 đi. Xóa số 3 thôi mà. Rồi, xóa đi. Ừ, enter xem nào. Xem thằng Python 3 cái nó nào. Cái vừa ra gì ạ? Có, nó nhảy ra thêm thằng test. Nó yêu cầu đó nè. Ờ, có, giết xem nào. Bạn muốn. Rồi. Được không? Nó ra cái gì đó. Rồi, bây giờ. Rồi bây giờ em xuống đi, làm câu lệnh tương tự như bên trên. SOURCE. Gõ đi. Gõ nhanh bảo SOURCE. RCE. Rồi cách test. Tap luôn. Bin. Tap. Nó nhảy không? Không nhảy. Ừ. Thế xóa đi test. Xóa đi. Gõ suột. Đó xóa nữa đi. Sao lại không nhảy nhỉ? Từ từ nha, cách ra test. Suột bin. Sụp không, sụp dấu sụp. Dấu sụp. Không dấu sụp bên này, dấu sụp bên này. Rồi bin. Sụp activate. Không lại bị làm sao nhỉ? Khởi tạo được rồi mà không activate được. Enter. Ừ, enter nha. Không được, đợi anh xíu. Activate. Thế em gõ thử câu lệnh này cho anh xem nào. Ở trong đấy luôn, đứng ở trong đấy luôn. Bọn em hình như phải dùng script sao ấy. Đây. Em gõ đi. Gõ nha, sụp. Ừ, vẫn ở trong đấy, gõ tiếp sụp. Suộc. Bây giờ thằng ven nhé, thử thằng ven nhé. Suộc cách. Đấy chưa? NV. Tap. Tap luôn. Xong gõ chữ F. Tap. Tap. Ờ được rồi. Activate. Tap. Gõ chữ A. Tap. Tap. Rồi enter. Ơ. Suộc. The term suộc is not recognized. À thế bây giờ như này. Xóa chữ suộc đi. Xong là gõ y lại nhưng mà xóa chữ suộc. Ấn nút lên. Rồi xóa chữ suộc đi cho anh. Xóa chữ suộc. Nào, em phải chọn chuột chứ. Ờ, xóa đi, xóa phần đấy đi. Xóa cả dấu cách đằng trước đi. Dấu cách đằng trước em phải lùi về thì mới xóa được. Rồi xóa. Rồi enter chạy nào. Ơ, cái định công mạnh. Cannot load bởi vì running script is disabled this system. Chạy rồi, tap được rồi mà không chạy ngay. Điều thế nhở. Từ từ nào. Thế bây giờ thử thao tác cho anh. Ấn lên. Lên nữa. Rồi xong là xóa chữ NV đi thay bằng chữ test vào cho anh xem nào. Nào. Đúng rồi. Test. Hài chứ nhở. Không được. Hài thật đấy. Để anh xem nào. Trâm sụt cả. Nó đang báo là sụt có vấn đề đấy. Hả? Không phải. Không đấy. Có hài chứ nhở. Nó sao lại activate được môi trường ở trong thằng Windows vậy? Khởi tạo được rồi đấy. Chạy được rồi mà không activate được môi trường. À, để anh tra là how to activate environment virtual. Stop sharing. Hả? Stop sharing. Ờ, how to activate virtual. Còn Windows, đây đợi anh xíu. Hài thật. Có thằng nào gõ được không ấy? Chạy được bạn đấy không? Đấy đấy.
đi lúc đây em không ạ. Tài thật đấy, không thể nào chạy được bọn này à? Đây này, hay là gõ thử câu lại nghe cho anh. À, nhưng mà thay cái kia thành ấy nhá, Linux thì nó dùng như này, Mac OS dùng như này, nhưng mà thằng Windows nó sẽ dùng như này này. Nhưng mà khởi tạo tất cả khởi tạo hết môi trường đúng không? Ờ, bây giờ gõ thử activate cho anh này lên, xong thay vào nhá, thay cái tên môi trường của em vào nhá, xem được không? Được không? Hả? Vẫn đỏ ạ. Hài thật. Sách hướng dẫn sử dụng rồi mà vẫn đỏ ạ. Từ từ nhá, đây anh xem nào. Sách hướng dẫn sử dụng rồi mà vẫn đỏ lè. Điều thế nào? Đợi tí, how to set up virtual environment in Windows. Đây này, pip install virtual environment xong rồi này. CD vào. Từ từ, không, không phải. Create environment này. Virtual environment này. Virtual. Không, không phải cái này. Activate đây. Đây. Xong được à? Thử gõ cái này sao không được? Gõ lại cho anh cái này xem nào. Sao không thằng nào làm được nhỉ? Gõ lại cho anh cái này xong là thay cái tên này vào thành ấy nè. Hay là gõ chữ script viết hoa nhỉ? Vào được không? Đây là trang chủ hướng dẫn đấy nhá. Được không? Có thằng nào được không? Alo? Không rồi nhỉ? Vẫn không được. Điều thế nhỉ? Đánh xem bọn nó làm gì nhá. Environment. Đợi anh xíu. Đợi anh xíu nhá, anh xem bọn nó sẽ làm cái gì với cái kia đấy. Đây. Environment server wallpaper layer. A Python. So, let's go to create virtual space. One will be used to version control. Will environment has been created and then I have one bit doing this here. Activate làm cái gì ấy? Python environment window how to use. Hey there, how's it going to be? Also, but that's for building a new version of a module like we did. Đây, vừa nãy mình làm như này đúng không? Đến đoạn này chưa? Tất cả các em làm hết đến đoạn này chưa? Alo. Rồi đúng không? Đó đấy là khởi tạo ra thằng này. So just and if I run that. Cái này. And then env, which was the name of my project, is we can just say project underscore env, which was the name of my project, and then scripts, and then activate dot bat. So if I run that. Thử ấn trên chữ bat vào xem nào. Ê, gõ câu lệnh y hệt, có lại câu lệnh y hệt xong là ấn trên chữ bat vào. Xem nó có chạy được không? Alo. Có đứa nào share cho anh nghỉ? Không ạ, không được. Cũng không được. Vẫn đỏ. Có ai được không? Đây này, thằng Linh này sao nó chạy được? Đây, Project Environment là cái vừa bọn em tạo ra ấy. Xong là gõ script, xong activate.bat. Vẫn không chạy. Đâu xem nào, Nam share cho anh xem nào. Ôi, hài thế nhỏ, cái thằng Windows này. Đây, chạy nó được, nó không có lỗi. À, nó không có lỗi gì đúng không? Chắc được. Không, nó phải hiện thêm. Bây giờ em khởi tạo, ấn ra một cái terminal mới đi. Ấn cái dấu cộng này. Đấy luôn, ấn cộng, xem nó ra gì không. Không, chưa được. Chưa được, cái này vẫn chưa được. Được, nó phải hiện cái chữ như này này. Được, nó phải hiện cái chữ environment của em ở đằng trước cơ. Thế cái file folder của em đâu? Folder của em ở đâu? Nhiều dòng đi tôi. Ở đây. Không, từ từ bây giờ em gõ lại. Không, để như thế. Để như thế. Gõ lại cái câu lệnh khởi tạo môi trường cho anh. Gõ lại câu lệnh khởi tạo môi trường cho anh. Đây này, câu lệnh này này. Đây này. Đây, đợi anh tí anh gửi cho. Đây. Đây, gõ lại câu lệnh này. Đấy, gọi câu lệnh đấy và thay tên test. Enter. Rồi, đây khởi tạo ra rồi đúng không? Này create environment này, bật cái ấy lên cho anh, bật cái folder các cái file, bật folder file ở bên cạnh. Rồi, đấy bật folder file. Thì em nhìn thấy cái thằng test kia đúng không? Có một thằng test đấy. Rồi bây giờ em lại gõ lại câu lệnh. Ấn chuột lên trên, ấn chuột lên trên. Nữa lên. Rồi, thì có thằng test này đúng không? Rồi bây giờ ấn enter đi. Sao nó không nhảy ở kia nhỉ? Thằng test này. Em thử ấn lên nhưng mà em xóa mấy thằng đầu tiên đi xem nào. Xóa cái dấu chấm dấu gạch ấy. Ấn lên xong xóa dấu chấm dấu gạch đầu tiên đi. Rồi, enter. Không ra gì. Ấn tạo ra một power cell mới xem nào. Ấn tạo cho anh một cái power cell mới. Cái terminal mới. Ấn không, ấn tạo terminal mới. Thế ấn vào CMD xem nào. Ấn vào CMD cho anh. Cái màn hình CMD đen đen ấy. Ừ. Bây giờ em gõ ở chỗ này đi. À không, bây giờ em CD vào thằng Python cho anh. CD vào thằng Python cho anh. CD. LS ra xong nào. LS cho anh xem nào. LS trước. Ở Python rồi, được rồi, LS ra. Là. Ơ. À, gì nhỉ? Thằng làm thế nào để xem ở thằng Python thằng này nhỉ? Từ từ đã. Thế mà vừa đấy bọn này không nói gì. À gì nhỉ? Anh quên bố câu lệnh rồi. How to
LS in Windows. Đợi xíu, anh đưa cho câu lệnh này. LS in Windows. Windows đâu có sử dụng được LS đâu. Đợi xíu nha, cứ đứng đây đợi anh chị. Windows thì phải dùng DIR, em gõ chữ DIR. DIR. DIR, DIR. DIR, enter. À đây đúng rồi. Ê, bọn em nhá, thay cái LS tại vì máy Windows với cả máy Ubuntu sẽ dùng LS, của bọn em sẽ dùng DIR để xem nhé. Đấy, phần direct ấy, direct để xem. Ví dụ của em có môi trường là môi trường test đúng không? Xong bây giờ em thử làm là test suộc. Test suộc 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 trái nha, suộc từ trái sang phải. Không, suộc từ trái sang phải cơ. Xóa đi, xóa cái suộc kia, đúng rồi. Xong là script. Script, S viết hoa. Script, scripts. Được chưa? Rồi, suộc, activate. Activate, activate viết thường. Activate. Activate. Đây là chấm bát. Rồi enter đi nào. Đây. Đây thì được này. Đây này, bây giờ Nam nó vào được môi trường rồi. Tất cả thử ấn CMD ra cho anh xem nào. Ừ, đây này, Nam chụp lại cái này nhá. Tất cả mấy đứa chụp lại cái này. Chụp lại cái này để hôm nào quên thì còn có cái mà nhớ để bật cái môi trường lên nhá. Đấy. Hải, thử bật lên cho anh xem nào. Nam tắt xe cho anh để xem nó bật bật được chưa. Hải, Hải. Ờ bật bật cho anh xem. Activate cái môi trường lên. Hài nhỉ, thằng Windows này anh không code trên Windows nhiều. Rồi bật thằng đấy, thằng CMD, CMD, CMD gọi chữ CMD rồi enter. Rồi, bây giờ em DIR cho anh, DIR. DIR. Không, em ấn test ở đây là không được đâu nha. Em phải vào cái thư mục của em mà tạo cái thằng đấy. Thì thư mục file Python em tạo thằng đấy là thằng nào? CD. CD gì? CD đến đâu? CD 2.0 luôn. Desktop. Không, đúng rồi desktop. Okay. Không. Không không không, xóa đi. Xóa xóa. Em đang để nó ở đâu ấy? Ở đây. Ổ D á? Ổ D ở trong cái gì? À, trong cái DPC. À, em để ở trong ổ D luôn à? Thì em copy đường dẫn. Ờ, copy đường dẫn ổ D. Nó ở chỗ nào? Đây đúng không? Copy đường dẫn. Ờ, copy đường dẫn. Rồi, em copy. Rồi xong rồi em CD vào đấy xem được không? Anh chưa thử. Enter. Có được méo đâu. Em DIR cho anh xem nào. Không được, DIR. Không, cái này nằm trong ổ C mà. À, cái này đang trong ổ D à? Trên, làm nào để sang được ổ D nhỉ? À, từ từ đợi anh tí. D2 chấm là được. D2 chấm đi xem nào. Ờ, được rồi đấy. Ừ, D2 chấm, được nhá. Xong bây giờ em đang ở trong thằng Python đúng không? Được. Python, em DIR cho anh xem nào. Nhớ vài câu lệnh này nhá, mấy ông tướng học ở bên đi đầu. Ở đấy thì em có thằng NV kìa, xong rồi em activate cho anh lên giống vừa đấy. À, em không tạo được hình như là vừa nãy cái thằng kia của em ở ổ C mà thằng này nó ở ổ D này. Đúng không? Thằng PyCharm kìa. À, thằng Visual Code của em đang ở ổ C đúng không? Nhưng mà em tạo thằng này ở ổ D đúng không? Hôm nay em dùng trong ở đây em tạo mà. Ờ thế em bật hộ anh thằng Visual lên xem nào. Tại sao lại không chạy được ở thằng Visual nhỉ? Ảo thế nhỉ? Tại đây này. Ờ đúng rồi, thằng này ở trong D mà. Bây giờ gõ cho anh thử lại một phát cuối xem nào. Rồi. Gõ test. Rồi, suộc từ trái sang phải, suộc từ trái sang phải. Trái sang phải. Rồi đúng rồi, xong gõ script chữ S viết hoa. S viết hoa, script. IPTS. Rồi, suộc xuống, activate. 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 Rồi, chấm bát. Được không? Yeah. Không có hiện tượng mẹ gì hết. Thế mới tài chứ. Thôi, bật sang CMD, bật sang thằng CMD cho anh. Copy câu lệnh đấy xong rồi gõ trên CMD xem chạy. Hài thế nhỏ. Thằng con nợ này. Rồi, gõ à. Enter nè. Đấy, được rồi, thằng này thì ăn này. Đấy. Môi trường. Thế sau lại phải dùng code như này à? Sao thấy nó dở hơi nhỉ? Ờ, đây nhá, nhưng mà để anh giải thích này. Ê, Thịnh, làm được cái đoạn này chưa? Dạ. Làm được hiển thị ra cái này chưa? Dạ, em ạ. Share đi. Hải tắt xe cho anh để tí anh giải thích này. Ờ, tắt xe. Thịnh share đi để anh chỉ cho. Phải làm được mấy ngày nhá. Đây là phần môi trường ấy. Sau này muốn khởi tạo, muốn copy cái gì hay là muốn chạy code ấy thì chạy trong môi trường này cũng được. Còn bản chất code trong bệnh được, môi trường bệnh được. Đây là phần tạo môi trường nhá. Ờ, xem màn hình, ấn ở trong CMD cho anh. Này không được à? Em thử gõ cho anh xem nào. Không, ở đây thì chắc là sẽ được hết tất cả thôi. Nhưng mà vừa nãy của em đang ở đâu ấy? Code của em ở đâu? Sao lại em chó? Đây là code của ông kia cơ mà. Dạ. Em cũng ở trong ổ D đúng không? Em cũng để trong ổ D Python core đúng không? Rồi, thế em ấy CD vào Python core đi. CD cách Python P viết hoa, bài của em P viết hoa vào xong ấn tab. Chữ P viết hoa ấn tab, tab luôn. Tab. Rồi, enter. Đấy, nhớ nhá, là gõ thì phải ấn tab ấy chứ đừng gõ chay. Đấy chưa? Bây giờ test suộc bên kia, suộc bên kia. Suộc từ bên trái sang bên phải. Rồi, script. Đúng rồi. Script đúng rồi, chọn rồi. Activate. Đấy, chỉ cần activate thôi, chả cần ấn bát luôn đấy. Đấy thì thằng này được. Thì thằng này có nghĩa là sao? Bây giờ em thử ấn cho anh này. Pip. Gõ đi, pip install. Pip. Ờ pip 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 pp pp. Đúng rồi, pip nhá, pip này là để làm gì? Là để cài.
Bây giờ để cài đặt install này, pip install. Install STALL. Đúng rồi. Cách numpy cho anh. NUMPI không, NUMPI N. Đúng rồi, NUMPI. PI. P. P I P I. Ừ, enter chạy. Thằng Lin này nó lại làm gì này? À nó đang tải, nó đang tải. Đấy, mọi người thử gõ pip install numpy nhá. Như Thịnh làm nhá. Để xem hiện tượng gì xảy ra nhá. Đây là thằng install nhá. Đấy, nó đang install kìa, nó đang install. Đợi xíu, để anh chỉ. Thằng numpy này là thằng làm việc với ma trận. Thấy chưa? Bây giờ em pip list ra cho anh. Pip list. Pip list. Pip list. Đúng rồi, L I S T. Enter. Đấy, thì có nghĩa là sao? Bây giờ trong môi trường của em ấy đang có thằng numpy này, thằng pip này, thằng set tool này, thằng y này. Có hiểu không? Biết tất cả rồi. Hải tắt anh cái mic. Ở đấy, nhớ có hiểu không? Có nghĩa là đây là thằng môi trường quản lý thư viện. Nhớ nhé, đây là môi trường để quản lý thư viện. Đấy, nhớ cho anh nhá. Đây là môi trường dùng để quản lý thư viện. Có nghĩa là sao? Mọi người có thể khởi tạo gọi là tải thư viện về. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mọi người chưa dùng gì đến thư viện. Nhưng đến khi nào mọi người code những cái liên quan đến thư viện ấy thì mọi người tải thì phải có một cái môi trường để chứa nó để mình còn quản lý thư viện nhé. Nhớ chưa? Nhớ cho anh nghe nhá. Tất cả phải nhớ cho anh nghe nhá. Ôi giời ơi, trong thằng Windows dùng chối thế nhở. Rồi, tắt xe cho anh, tất cả đều làm được hết cái đoạn này đúng không? Để anh nghiên cứu xem ở trong thằng ấy làm nào. Để anh xem. Đợi anh tí nhá, để anh tra này. À, how to activate virtual environment. In Windows virtual environment. Visual Studio Code Terminal. Đây, anh xem nào. In this video we are going over your search. Now I need to go inside the script. Đây nha, anh xem nó làm cái quái gì nhá. Virtual environment. Now at this location I have to provide not the virtual environment. Làm gì đây? Over here, this is the virtual environment. Chắc đợi xíu. Now I need to go inside the script. In this video we are going to learn how to activate, môi trường đúng không? Rồi. Nó ấn file này. Như này, tất cả những đứa dùng Windows bấm cho anh này, file này. Ấn preference này. Tất cả cùng làm nhá. File, preference, ấn setting. Tất cả vào đến đây chưa? Sau đó gõ environment ra. ENVNV. Nam, làm đến đây chưa? Em làm được. Hả? Anh lấy lại em xem. Ừ, làm không kịp thì nhớ báo anh nhá. Đầu tiên nhá, ấn vào phần file ở phần bên trên ấy, xong là hiển thị ra cái phần preference này, nhìn thấy ở trên màn hình không? Rồi, ấn vào preference. Đấy, bây giờ ấn vào preference được chưa? Đấy, xong ấn vào setting. Được chưa? Rồi, xong gõ NV. VN, à quên, gõ VNV. Thấy chưa? Rồi, VNV xem làm gì tiếp theo nhá. Đấy, tất cả đều nhìn thấy cái phạt virtual environment của mình đang trắng trơn đúng không? Được rồi, bây giờ nó sẽ chỉ cách add. Ờ, bây giờ bọn em sẽ kiếm cái file này ở đâu nhỉ? À, anh hiểu rồi. Nó tìm cái file này. Bây giờ bọn em kiếm cho anh file vừa mình tải về thằng virtual end ở trong máy. Bọn em kiếm cho anh thằng virtual end ở trong máy đi. Thằng virtual end ở trong máy ấy. Đây này, nó là cái gì nhỉ? Python NV ấy. Kiếm cho anh nhá. Anh bật một máy một ông lên. Stop nào. Nam bật máy cho anh nào. Xe giúp anh. Xem là nó sẽ làm gì. Em anh tìm cái file không? Có không? Em nhìn cái file đấy là cái file test này. Anh bảo là tìm vào đây đúng không? À không phải thằng này. Thằng Activate này không nói. Ý là cái file mà Python environment mà tải về cơ. Nó phải file đấy. Nó ở trong gì nhỉ? Làm sao để kiếm được file đấy nhỉ? Từ từ đợi anh xíu nhá. Environment. Không, environment này là cái mà em đã khởi tạo ra rồi. Không phải cái này. Cái mà cái phần quản lý của thằng Windows nó nằm ở đâu nhỉ? Nó nằm ở Python gì đấy? Ở đấy, chương trình x86 kìa sao ấy? Ấn vào thế nào? Kiếm giúp anh thằng Python environment ở trong đây. Có không? Ấn ra ngoài. Ờ, chương trình luôn, thằng chương trình luôn. Chương trình. Đấy đúng rồi, tẹp chương trình. Tìm giúp anh thằng Python environment nó ở đâu? Đây em không thấy. Ờ, Michael. Cái thằng kia nó chỉ không đến nơi đến chốn, nó không chỉ cách người ta tìm. Thế nào? Ờ nhỉ, không thấy nhỉ, từ từ nào. Hay là common file, ý là cái đầu tiên ấy, folder đầu tiên ấy, em ấn vào folder đầu tiên giúp anh. System. Không phải trong đây. Tất cả cùng tìm nhá, để xem nó ở đâu. Tìm cho anh cái đấy nào. Thằng này. Đấy, nó chỉ không đến nơi đến chốn rồi. Đến phần script đấy. Mọi người thử gõ chữ script ở trên thanh tìm kiếm trong đây này. Em gõ bên cạnh. Đấy, gõ chữ S. Script. S. Gõ đi. Script. Sực. S. C. R. I. P. T. S. Enter. Tìm xem nó có không.
Không có thư mục. Hôm nào tìm thấy chưa? À, anh ơi. Ừ, sao? Cái này có phải không ạ? Ừ, thử xe cho anh xem nào. Tắt xe giúp anh. Ừ, bật lên xem nào. Có cái thằng file chấm bát đấy. Ừ, bật xe đi, bật xe giúp anh. Cảm ơn. Ừ, đây không ạ? Không, cái này là cái... đúng không? Đây, anh tìm tiếp đi. Ơ, cái này là gì? Tên file nó là script à? Vâng. Em ấn ra bên ngoài xem nào, nó đang ở trong đâu ấy? Đây, nó ở đây à? Thử xem cái script ở bên dưới xem nào. Không phải cái này. Em ấn ra ngoài nào, có thằng bát cơ. Làm sao để tìm được cái file bát nó nhỉ? Không phải, không phải, nó có thằng bát cơ, nó có thằng bát cơ. Đợi xíu, đánh kiếm, tất cả kiếm, kiếm, kiếm đi. Nó là ở trong Python User Excel Python Environment. Ê, có đứa nào có file Excel Python Environment không? Kiếm cho anh cái. Ở trong User. Ông nào đang ở trong User? User. User. OC, chắc là OC Excel Python Environment. Ê, Nam xe giúp anh. Đánh tìm cái này. Xe giúp anh. Rồi. OC đúng không? Ừ, bấm vào. Từ từ á. Ấn vào script. À không phải thằng này, không phải thằng này. Ấn ra ngoài, ấn ra ngoài. Ấn ra ngoài giúp anh. Rồi, ấn để anh xem nào. Test này, refer này, login. Sao không có nhỉ? Sys PC. Ai trời ơi. Ấn tập chương trình nha. Tập chương trình. Tập chương trình. Có nào tìm thấy chưa? Relax. Ở đâu nhỉ? Vừa lấy ở đâu nhỉ? Nó ở trong init file. Không có, đợi anh xíu. Python how to return. Ờ, nó hay báo lỗi này. Xem ở đây. Không được. À, hay mọi người sử dụng cho anh câu lệnh này thế nào. Đây, sử dụng cho anh câu lệnh này nào. Đây nha, sử dụng cho anh câu lệnh này thử xem. Xong thay cái virtual end của mọi người thành test. Xem nó có activate được lên không. Ở trong PowerShell nhá. À quên, ở trong cái thằng terminal nhá, terminal. Không trong terminal cơ, Nam. Ở trong, đấy. Bực nhè, không biết kiếm thằng ấy ở đâu để add nó vào. Thay cái thằng kia thành test cho anh. Ơ, xóa. Không, 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 không phải đấy. Không phải đấy. Xóa xóa cho anh xóa Ctrl Z lại đi. Ctrl Z lại hết đi. Ctrl Z được không? Activate. Activate chấm p. Rồi, sửa cái virtual end ban đầu ấy, cái chữ đầu tiên ấy, VNV đúng rồi, sửa thành test. Sửa cái đấy thành test. Enter chạy thôi. Vẫn không được. Em thử ấn vào trong thằng test xem nó hiển thị cái gì. Ấn vào trong thằng test đấy. Trong thằng file test ở bên bên kia kìa. Đấy, 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 đúng rồi. Ấn vào trong script. Trong script. Đấy, có activate. Có activate bát. Không được. Có activate PS1 không được. Điều đéo chịu được. Activate this pie. Ừ, không được, không dùng cái đấy được. Activate bát không được. Thế bây giờ à, thế bây giờ mọi người đổi cái PowerShell kia thành CMD cho anh xem nào. Ấn vào cái thằng chữ PowerShell ấy. Ấn vào chữ PowerShell ở chỗ khởi tạo terminal ấy. Đấy. Từ từ nào. Làm sao để chuyển thằng này thành CMD nhỉ? Rename à? Không phải rename. Không được nhỉ. Nó có cái sụp xuống không? Nó có dấu sụp xuống kìa. Em ấn dấu sụp xuống xem cho anh xem nào. Cái dấu sụp xuống ở bên cạnh. Đấy, ấn xuống đây. Ở đây này, split terminal. À CMD kìa, command prompt kìa. Thử ấn vào command prompt này. Ừ, ấn vào đấy. Ở đây. Thử dùng cái này đi, xong là gõ lại cái câu lệnh ban đầu của chúng ta gõ ấy. Là NV đây, test xuống. Trái ngoài rồi đúng không? Tiếp đi. Script viết hoa chữ S. Script viết y hệt bên trong ấy, bên trong cái thằng này nó ghi này. Script đấy đúng rồi, CRIPTS. Rồi, sụp tiếp. Activate chấm bát. Activate và te chấm bát. Enter. Ừ, được rồi. Đây rồi, activate cách rồi. Alo. Nào thích này, với cả Hải này, Nam em hiểu không? Ơ, tại sao em lại không có mic nhỉ? À đây đây. Alo. Được rồi. Anh nghe thôi, máy anh nhầm. Đây, Nam với cả Thịnh nhìn đoạn này nhá. Đấy anh bảo này, bây giờ ở thằng gì nhỉ? Ở thằng máy của chúng em ấy, nó có thằng PowerShell với cả thằng CMD. Thì bọn em chuyển thành CMD nhé.
ở chỗ này này, chỗ mà có hiểu không? Hiểu hiểu đúng không? Hải. Alo. Alo. Alo, có hiểu không? Có hiểu không? Yeah. Sửa cho anh xem. Rồi tắt xe cho anh. Nam nhớ nhá. Chụp cái sửa lại cái thành CMD nhá. Mọi người sau mọi người thao tác phần đấy thì mọi người sửa thành CMD nhá. Rồi. Nam xe cho anh xem nào. À, hai. Hai. Đấy. Đấy thằng virtual environment này lòng hoàng lòng tà lòng hoàng phết. Đấy. Đó cái này đâu anh? Xóa hết đi cho anh, xong mày bấm ra tạo lắm thế. Xóa vợ cho anh. Xóa không phải clear đây. Xóa cái Python với cả PowerShell ấy. Xóa Python PowerShell ngay bên cạnh bên phải rồi xóa hết đi cho anh. Có hình dấu xóa đấy này. Đúng rồi, xóa đi. Anh hôm trước anh đã chỉ mày cách chạy rồi mà sao mày vẫn chạy bằng cái này hả thằng này? Mày ấn thì nó sẽ tạo ra nhiều cái này, nó sẽ tốn RAM. Đây nhá, rồi, xóa nữa đi. Ấn là tạo new terminal mới, tạo terminal mới, xóa cái thằng này đi luôn, xóa phần setting này đi luôn. Xóa phần setting này, xóa. Ấn phần tạo new terminal. Đấy, new terminal. Rồi. Thì bây giờ chuyển cái thằng bên không, cái dấu sụp xuống cơ. Dấu sụp xuống, à cái dấu trỏ xuống, dấu trỏ đúng rồi, ấn vào đấy. Đấy, command prompt. Đúng rồi. Sau chạy bằng cái này nhá. Đấy, nó hiển thị test luôn này. Bây giờ này, giả soát lại kiến thức cho anh này. Bây giờ gõ này. Bây giờ em tạo một cái phần gì nhỉ? Comment đi. Tạo phần comment ở trong cái file, một file bất kỳ đi. Đấy, tạo trên file đấy. Rồi, tạo phần comment có 3 dấu nháy ra. 3 dấu nháy. Để anh lưu lại nha. Rồi enter này, enter xuống. Không. Giữa chứ. Cái thằng này. À. Nữa, rồi enter xuống. Rồi enter xuống nha. Rồi, có gạch đầu dòng đầu tiên. Cách khởi tạo environment. Được. Cách khởi tạo environment thì đây, anh đưa cho câu lệnh này. Đây, câu lệnh này. Đây câu lệnh này nha. Rồi. Copy vào cho anh. Đấy, cách khởi tạo environment sử dụng câu lệnh đấy. Được chưa? Rồi, ghi vào đấy. Ghi luôn bên trên cách khởi tạo. Anh bỏ gạch đầu dòng đầu tiên cơ mà. Bên trên không, bên trên đừng làm nó chèn vào đấy. Rồi. Thì gõ xuống đúng rồi. Gạch đầu dòng đấy, cách khởi tạo. Đây là cách khởi tạo môi trường. Khởi tạo môi trường. Tạo môi trường lưu trữ. Môi trường lưu trữ thư viện, được chưa? Rồi, tiếp gạch đầu dòng tiếp theo ở bên dưới. Được chưa? Được chưa? Gạch đầu dòng tiếp theo bên dưới. Rồi, bật terminal chuyển sang chế độ CMD. Đấy, chỗ này thì biết rồi đúng không? Terminal. Sang CMD, chuyển sang đúng rồi, chuyển sang chế độ CMD. Chuyển sang chế độ CMD. Rồi, gạch đầu dòng tiếp theo. Activate thì copy nguyên câu cuối, cái câu cuối của em ấy vào ấy, nhưng mà thay cái bên câu đầu tiên thành environment. Có hiểu không? Có cái câu test script activate kìa. Đấy, cái đấy. Thì bây giờ làm thế nào để nhớ cái này? Thì mọi người khi khởi tạo, bọn em khởi tạo ra một cái gõ cái đấy vào. Xong là xóa cái test đi, xóa chữ test đi. Mở cái ngoặc nhỏ nhỏ đấy, giống kiểu bên trên kìa. Xong là gõ chữ đấy là tên. Mở cái ngoặc nhỏ, cái ngoặc nhỏ ấy. Đúng rồi, xong là tên. Tên môi trường. Hiểu không? Bây giờ nhớ nhá, nhớ làm này nhá. Thì bây giờ ấy, cái chữ script ấy nó chính là nằm ở trong environment luôn. Bây giờ em thử ấn thằng test xuống xem. Ấn thằng test, môi trường test ở bên này này. Không, cái môi trường mà em tạo ra nó là một cái file ấy, bên trên. Test cơ, thằng test. Rồi. Cách làm thế nào để nhớ? Đấy, thì bây giờ ấn vào script. Đấy, xong là ấn vào bát. Nhìn cái thằng bát không? Nhìn thôi, chỉ cần nhìn thôi. Đấy, thì mọi người nhá, activate cách để cho mọi người không quên câu lệnh ấy, chỉ cần nhớ mỗi câu lệnh khởi tạo thôi. Đấy là Python trừ m, hoặc là có cái câu lệnh đơn giản hơn nhé, là mọi người gõ Python trừ m gì nhỉ, v Python trừ m virtual environment, xong là cách ra xong là tên môi trường là được. Đây cái câu lệnh này, đợi anh xíu anh copy câu lệnh này cho. Đây nhá, đợi anh xíu. Đây, xong là đây là tên này. Đấy, có câu lệnh này vào hả, để ở cùng dòng thằng ấy, thằng khởi tạo, để cùng dòng khởi tạo môi trường cơ mà, cái này là khởi tạo môi trường bên trên, đúng rồi. Đấy, đây là có hai cách nhá, cứ để nó tách riêng ra như thế. Đây là có hai cách nhá. Đấy, nhớ chưa? Đây là câu lệnh bên trên nó ngắn hơn kìa. Đấy, bên dưới cũng được. Sau này mọi người activate nó thì chỉ cần nhớ kìa. Nó có chữ script ấy, mọi người bật cái môi trường ra là nhớ đúng không? Ok không? Alo, cái đoạn này hiểu chưa đấy? Mấy, tất cả đều biết làm hết chưa? Alo. Nha, nhớ lại cho anh cái này nhá. Copy, gì nhỉ? Hãy copy hết tất cả cái comment này, xong là gửi vào ấy cho anh. Đấy, rồi copy này, gửi vào Zalo cho mấy bạn. Rồi anh, ok, rồi được rồi nhá. Đấy là phần Python environment. Đấy, đánh nhắc cái này là buổi đầu cơ, nhưng mà buổi hôm nay học cũng không có gì nhiều nên anh chỉ luôn. Đấy. Rồi nhá. Lưu lại nhá, nhớ lưu lại mấy cái thông tin đấy nhá. Rồi tắt xe giúp anh. Tắt xe giúp anh. Rồi ok. Nhớ lưu lại mấy thông tin nhá. À. Tiếp đến phần anh sẽ chỉ đến phần gì nhỉ? Đây. Từ nãy giờ quanh vẫn Python directory đúng không? Python directory anh vẫn chưa chỉ xong. Đây còn phần nữa, anh chỉ thêm này. Đây phần command đúng không? Đây là Python cộng với tên file chạy, nhớ là gõ câu lệnh ra này để chạy này. Đấy, rồi. Bây giờ học tiếp anh câu lệnh này, mkdir make directory là tạo tên, xong là cộng thêm gì, tên folder ý là tên ấy, tên folder muốn tạo ấy, đấy chưa, tên folder đấy chưa, cái này là tạo file
là tạo folder. Đây là tạo folder nhá. Còn một cái nữa là torch. Xong là tên file. Cái này là dùng để tạo file. Đấy, học cho anh cái này thôi. Tạo file. Xong là học câu lệnh này nữa. PWD. Bọn em có gõ được PWD không? Thử gõ đi cho anh xem nào. Xem nó hiện không. Đây là position directory. Được không em? Có bảo là PWD in con này. À, PWD không được đúng không? Để anh xem nào. Đợi anh xíu nhá. PWD in window. Thè thằng window nó khác. Để anh xem là nó thằng PWD đây nó sẽ là cái gì. Window. Không phải echo. CD. Không phải. À, PWD in window. PWD command in window. Hay là sử dụng cái này. Mấy em thử sử dụng phần trăm CD phần trăm thế nào. Nam, thử đi. Nó này báo cái lỗi gì? Hả? Phần trăm CD phần trăm không được à? Vâng. Đợi anh xem nào. PWD không được à? Đây ví dụ, bây giờ ví dụ anh nhá, đây PWD. Đây anh ra cái này này. Đây là nó sẽ ra cái đường dẫn mà chúng ta đang đứng. Được không? Đây là PWD. Nhưng mà thằng kia nó không được à? Nó không. Đợi xíu để xem. PWD in CMD. PWD command in window 10 không được. Stack overflow. Đợi anh xíu. PWD xem nào. À PWD rồi nhỉ. PWD rồi. Không được. Hệ điều hành LS của bọn em không được. PWD không được. À LS chuyển thành DI rồi. Phần trăm cũng không được à. Thế em thử gõ echo phần trăm, gõ câu lệnh này xem nào. Nè. Đây mọi người gõ cho anh câu lệnh này nào. Xem nó có ra không. Có ra nè. Câu này được đúng không? Ừ thế ghi vào cho anh. Đậu xanh của này. Đây. Học cái hai cái nhá. Đấy. Là có nghĩa là sao. Là đường dẫn. Đường dẫn đang đứng. Đang đứng nhá. Tất cả cùng đều phải thao tác hết cái này nhá. Ở trên terminal nhá. Để nhớ nhá. Rồi. Bây giờ thử làm cho anh cái này nào. Mkdir xem nào. Mkdir. Xong cách tên file. Là ví dụ nhá, anh đang ở bây giờ anh vào phần PyCharm của anh đi. À, phần Python Core đi, xong anh ls ra này. Ví dụ anh chưa có file file test nhá. Ví dụ thế, à folder test nhá. Anh ở mkdir. À test folder. Test. Enter, xong anh ls ra này. Bọn em là dir nhá. Thử làm đi cho anh xem nào. Có chạy không? Nó có ra một file test như này không? À một folder test không? Được. Được đúng không? Rồi, đấy là phần đấy nhá. Học thêm một câu lệnh cho anh nữa là rm-rf. Rm-rf tên folder. Muốn xóa, cái này là xóa nhá. Xóa folder. Thử gõ đi. Rm này cách trừ rf này. Tên folder nào. Test. Đấy. Ls ra. Dir ra xem có không. Xóa đi. Hải. Làm được không. Alo Hải. Em đang chép bài. Đang chép bài à. Ừ vừa chép vừa gõ. Vừa chép vừa gõ. Anh để ở đây tí anh copy cho mọi người mà. Không phải lo phần này. Ý là bây giờ phải gõ theo anh trước hả. Chép tí anh copy cho. Đoạn này chạy được chưa hả. Không được anh. Sao lại không được. Thế có tạo được folder không hả. Tạo folder chưa. Tạo folder được rồi đúng không? rm-rf không được. Này, rm-rf tên folder. Ví dụ như anh này, rm-rf cách tên folder được không? Nam được không? Tạo được nhưng mà xóa không được. Xóa không được à? Vâng. In window cmd. Xem nó sử dụng câu lệnh gì. À, thế bọn em gõ rm-dir xem nào. Đây này, remove directory xem nào. Được không? Xong là cách tên folder. Gõ đi. Được không? Được đúng không? Được không? Được. Ờ đấy, thì đây nhá, cái này là xóa nhá. Đây là remove directory. Được chưa? Xóa folder này. Đấy, câu lệnh nó khác nhau, mọi người chỉ cần biết search thôi. Đấy, anh cũng có phải phải biết đâu. Anh cứ ngồi anh search là được. Đấy, rồi nhá. Xong rồi, bây giờ mọi người thử tạo thành một file touch. Tốt đấy là chạm ấy. Tốt được chưa? Ví dụ, tạo ra file test.txt. Có được không? Nếu được thì phải báo anh ấy. Đừng để anh hỏi anh. touch. Xong cách tên file.txt. Được không? Không được. Không được. Có được không? À không, em nào không được. Ờ không được đúng không? Để anh xem nào. How to make file. Make file. Ơi CD desktop. Hello. À, time noon. Này cơ. Câu lệnh nó như này này.
Bọn em gõ cái này cho anh xem nào. Đây. Vào đây xem nào. Tốt. Có đi, thử xem chạy không? Nam. Chạy đúng không? Thì đấy là cái câu lệnh tạo file nhá. Đấy, create một file ở trong thằng thằng ấy. Thì đây anh gửi hết cái đống này cho mọi người này. Đấy. Cái này thì sau này mọi người làm việc với server thì mọi người cần phải dùng. Đấy, anh phải chỉ trước. Nhưng sau này còn nhớ có cái mà mình đã học rồi, nhớ nhá. Thấy chưa? Hải, vừa nãy có tạo được file bằng cái câu lệnh này không? Type luôn được không? Được, tất cả cũng phải tạo được nhá. Đấy, có mấy câu lệnh này mọi người cần phải nhớ. Thì qua hệ điều hành khác thì nó lại là cái này. Nhớ nhá. Hệ điều hành của bọn em Windows thì sẽ dùng mấy câu lệnh này. Đấy, rồi ok. List của mọi người là gì nhỉ? Đây, anh quên, list của mọi người là dir nhá. Đây, dir. Đấy. Hiển thị danh sách đúng không? Hiển thị file. Tất cả file. Rồi đây, anh gửi lại cho mọi người này. Nhá. Đưa lại cái này. Rồi, tiếp nào. Anh chỉ tiếp nào. Đấy, đấy là xong phần file viết các thứ nhá. À phần thao tác bằng command ấy, sử dụng command để thao tác nhá. Rồi. Đây, rồi tiếp nha. Chúng ta sẽ học sang phần gì? Phần file. Phần thao tác với file này, anh sẽ chỉ mọi người phần thao tác với file. Đây, phần thao tác với file này. Nhìn này, đầu tiên này, nhớ chép bài nhá. Bây giờ mọi người khởi tạo ra, không cần khởi tạo ra một mắt file. Được chưa? Không cần khởi tạo ra một file mà chạy. Đấy. Thì nó sẽ lỗi luôn. Bây giờ cách để thao tác với file nhá. Đầu tiên mọi người cần phải open một file. Được chưa? Đâu nhỉ? Đây, ví dụ anh ở đây đúng không? Anh khởi tạo ra một file ở đây này. Khởi tạo một file ở đây nhá. Anh file test này. .txt đúng không? Mọi người có thể khởi tạo bằng câu lệnh bên dưới cũng được, không sao nhá. Đấy, khởi tạo ra một file test.txt. Anh có F thì bằng gì? Open. Mở ngoặc ra. À đâu? File test đúng không? Anh không truyền vào bất cứ một cái giá trị gì cho file test cả. Ở bên này nhá. Bên này này. Anh muốn thao tác cái file nhá thì anh F bằng open. Đấy, mở ngoặc. Đưa đường dẫn file vào. Được chưa? Đấy, mọi người có thể copy đường dẫn này. Copy đường dẫn này. Copy path này. Để thẳng vào đây. Đấy. Nhưng mà mọi người thì cần phải thêm chữ R nhá. Mọi người Windows phải thêm chữ R đằng trước nhá, không bị lỗi nhá. Mặc định của thằng này đã là read rồi. Nhớ nhá, mặc định của thằng này đã là read rồi. Ctrl S vào xong chạy. Clear đi nhá. Mặc định của thằng này đã là read rồi. Để anh xem nào. Python command. À, nó lại hiển thị, nó lại báo cái lỗi như hôm trước rồi. Đây, đợi anh xíu. Đây. Nào, anh phải sửa thằng này mới được. Không sửa được. Để xem nhá, anh chạy bằng cái này. Đây, anh chạy bình thường đây. Ý là anh chạy nhá, anh sử dụng bằng đây này. Anh chạy bình thường, không có gì hiện tượng gì xảy ra cả. Ý là mấy đứa cứ thao tác ở bên dưới này nhá. Có gặp lỗi gì không? Khi mà mở một cái open một file này có lỗi gì không? Alo. Nam. Không lỗi gì đúng không? Bây giờ này, anh sẽ chỉ này. Đấy là cái cách mà chúng ta khởi tạo một file nhé. Đấy. Bây giờ này, ấn vào pwd là sẽ hiển thị ra cái chỗ của em đang đứng. Sample đây đúng không? Anh bây giờ anh khởi tạo ra một file. Bây giờ anh muốn khởi tạo ra một file mà không cần. Đây. Đấy, nó sẽ khởi tạo cho anh một file ở đây. Là trong gì? Trong sample data. Đây, anh khởi tạo ra một file test đây này. Đấy, đây, anh để mode A. Mode A của anh chỉ mọi người đấy. Mode A là cái mode gì? Nó sẽ bây giờ ví dụ anh để mode vkép đi. Đấy, một file này anh truyền vào nhá, file B. Rồi anh không để trong này nữa, anh để phần content đi, cho dễ nhìn đi, một file tên là A. Đấy, để phần content. Đấy, chờ xem nhá. Đấy, anh khởi tạo một file A đây này. Nhớ nhá, mode write này, mode write này nhá, là mode ghi đề à. Có nghĩa là sao? Là mọi người ấy, trong file này mà có dữ liệu này, nó sẽ ghi đề lên. Được chưa? Là ví dụ, đây, bây giờ là read hoặc là write đúng không? Thì bây giờ mọi người để này. Read à, để write đúng không? Là write nhá. Đấy. Read and write. Nhưng mà đây là phần binary được chưa? Không cần, mọi người không cần phải học cái này. Đấy, không cần phải học phần binary nhá. Đấy, để mặc định thì nó đã là gì? À nhớ cho anh này, mặc định thì nó đã là read rồi. Nhớ nhá, không truyền vào mặc định nó là read rồi. Đấy, còn bình thường mọi người để mode write. Đấy, bây giờ nhìn này, được chưa? Rồi ok. Tiếp này, đây là phần đóng file. Đây là phần đóng file nhá, mọi người mở xong thì mọi người nên đóng lại. Còn đây là phần encode, encode UTF-8. Thì bình thường ấy, là thằng gì nhỉ? Thằng Linux ấy, thì sẽ để là UTF-8. Còn thằng của bọn em sẽ để như này. Đây, ví dụ anh gửi cho, code cho mấy đứa. Đấy. Em open test nhưng là cho đường dẫn vào nhá. Mode thì mình để R, encode thì để là CP 12552. Được chưa? Thì là thằng gì nhỉ? Đây là encode của thằng Windows nó là CP 12552. Đấy, encode của thằng UTF-8 thì là gì? À quên, encode của thằng gì? Của thằng Mac này, của thằng Linux này sẽ là UTF-8. Được chưa? Đấy, là Unicode Transformation Format. Được chưa? Đấy, 8 ở đây có nghĩa là 8 bit. 8 bit giá trị.
Đấy, rồi tiếp cho anh là phần đóng. Cô nhớ cái cấu trúc mà anh bảo không? Cấu trúc anh bảo là phải là gì nhỉ? Có tất cả ba trường hợp ấy. À, đọc ghi file này, đọc lại và ghi đúng không? Bây giờ ví dụ mọi người muốn ghi file đi, write một cái giá trị nào đó. Bây giờ anh bài hello. Hello mọi người nhé, xong mọi người phải đóng. F.close. Được chưa? Đấy, như này bây giờ ví dụ chạy. Gì đấy? Unsupportable. À, đây này mọi người phải để đây. Nhìn này, khi mà mọi người không truyền chế độ nhé, chế độ ghi file vào ấy thì nó sẽ không ghi được. Bây giờ mọi người phải truyền mode vào. Mode là mọi người có thể bật chữ mode. Xong là chọn mode. Đấy, mode write, mode write là mode ghi đúng không? Đấy, mode write là mode ghi. Hai là mọi người để không, không cần phải chọn như này. Kịp không? Bạn này kịp không hả Hải? Đấy anh ghi rồi nhá. Bây giờ anh xem trong file text của anh. Rồi anh tắt đi. Đồn save. Anh bật lên đấy, anh thấy chữ hello rồi này. Hiểu không? Hải. Alo. Anh hiểu anh. Ờ hiểu đúng không? Nhưng mà chạy được cái đoạn này chưa? Anh chạy, anh mở con phần comment. Đây, đây anh ghi cho nhá. Anh gửi cho đấy, anh gửi cho tất cả nha. Đây là cấu trúc nhá, đây là cấu trúc, mọi người chỉ thay đổi mốt thôi. Mốt này có nghĩa là sao? Bây giờ anh ghi thêm chữ khác vào này. Anh ghi chữ hello. À anh ghi chữ không phải chữ hello mà anh ghi chữ kkk đi. Như này, ha 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 đi. À ha ha ha. Như này đúng không? Anh cắt chuột ép lại xong anh chạy. Nhìn nó sẽ hiện tượng gì chỉ xảy ra. Bây giờ đây là nó chuyển thành chữ ha ha rồi này. Có nghĩa là sao? Mốt dry này, mốt vkép này là sẽ ghi đè lên. Có nghĩa nhớ nhá, mọi người nhớ nhá. Nó sẽ ghi đè lên file này. File này bên trong có giá trị gì nó ghi đè lên. Bây giờ mọi người ví dụ mọi người muốn khởi tạo một file khác mà ghi ở trong mốt khác nhá, mọi người chỉ cần ví dụ thêm cái tên ở đây thôi. Bản chất mọi người chỉ cần thay đổi cái tên này thôi nhá. Và nó sẽ tự tạo ra một file mới này, nhìn anh này. Chạy nhá, anh ấy một file test 1 rồi, chạy. Nhìn anh có một file test 1 chưa? Bây giờ anh sẽ khởi tạo thêm file test 2 nhá. Chạy. Đấy file test 2 chưa? Có hiểu không? Có hiểu như anh không? Nghĩa là chỗ này ấy, mọi người không cần phải tạo file mà thằng vkép này nó sẽ mặc định nếu mà file đấy không tồn tại thì nó sẽ tạo file mới. Nhớ nhá. Mặc định file không tồn tại, tạo file mới và ghi giá trị vào như này. Được chưa? Xong rồi nhá. Tiếp nào, mọi người có thể ghi như này. Mọi người có thể điền thông tin như này, ha ha này, 1 2 3 4 5 này, chẳng hạn thế. Được chưa? Chuyển vào đây đúng không? Đấy, test 2. Đấy, mọi người nhìn thấy hiện tượng gì xảy ra. Khi mà anh ở trong này, anh write thêm chữ suộc n này thì bên trong thằng này nó cũng xuống dòng. Hiểu không? Đấy, nhớ nhá. Đấy, đây là phần ghi, phần ghi vào file này làm rất là nhiều thứ. Có nghĩa nhá, sau này mọi người ấy, muốn lưu trữ dữ liệu ấy hay là mọi người muốn ví dụ như kiểu là có một phần là gì nhỉ? Đọc một cái gì đó, có một code một thằng đọc, bất cứ cái gì đó xong rồi mọi người muốn ghi ra thành file. Đấy, thì mọi người làm này. Và sau này sửa file cũng thế. Là ví dụ như anh đổi mốt cho thằng này, anh đổi mốt này thành mốt A. Nhớ mốt A không? Mốt A là sao? Là file đấy mà tồn tại mà chứa dữ liệu, nó sẽ không xóa dữ liệu đấy đi mà nó sẽ thêm dữ liệu vào. Đấy, anh Ctrl F vào anh chạy này. Đấy, anh xem hiện tượng gì xảy ra. Đấy, anh lại thêm vào này. Hiểu không? Đoạn này hiểu không? Ok. Ừ đấy, phải ok nhá. Đây là phần ghi theo mốt, được chưa? Ghi theo mốt. Đấy, còn nếu mà mọi người nhá mà không ghi bất cứ một cái gì hay là đấy. Đấy, đại loại là mọi người không muốn ghi mà mọi người muốn gì? Muốn đọc đúng không? Bây giờ nhá, sang đọc, đọc thì nó có phần read, được chưa? Phần read đây này, anh sẽ chỉ ở đây cho mọi người dễ hiểu. Đây là phần vừa nãy nhá, đây là phần phần đọc này, đây là phần read này. Phần read ấy, mọi người có thể read trong ký tự. Đây là số từ. Đây ví dụ anh truyền vào là gì? Anh truyền vào là 4 đi. Đại loại như đây, truyền vào là 4. Rồi xem hiện tượng gì xảy ra. Đấy. Cái gì đây từ từ ạ? Anh phải gắn cái thằng máy sao ấy bị. Đợi xíu. Đây là anh đang để đi. Anh đang để như này. Read đúng không? Bây giờ mọi người muốn đây, chỉ cần ép read thôi. Print ra. Thử thử không print trước nhé. Thử không print trước nhé. Đấy nó chạy rồi, nhưng mà nó không hiển thị ra giá trị gì cho mọi người. Có nghĩa là đúng như kiểu là Hải nói, mình phải gắn nó một giá trị, hiểu không? Tại vì nó trả về giá trị cho mình. Đấy, nhìn này, anh lấy ra chữ ha ha đúng không? Đấy, lấy ra chữ ha là 4 ký tự đầu tiên. Hiểu không? 4 ký tự đầu tiên. Đấy, nếu mà mọi người tiếp tục lấy nhé, nó sẽ lấy ký tự tiếp theo. Đây này, ví dụ nhé, anh tiếp tục read như này, nó sẽ lấy gì? 4 ký tự tiếp theo bắt kể từ ký tự đầu tiên. Có hiểu không? Mọi người read bao nhiêu cái thì nó sẽ lấy ký tự tiếp theo. Nhưng bình thường ấy, anh rất ít sử dụng thằng này. Tại vì thằng này rất là khó kiếm. Anh sẽ sử dụng một thằng khác, đó là thằng read line. Lấy ra theo dòng. Đây, anh muốn lấy ra theo dòng. Đấy, được chưa? Anh lấy ra theo dòng. Được chưa? Anh query này. Read line. À thằng này không cần. Thử xem nào. Đây. Parin. Đây. Đây, anh lấy ra theo dòng. Có nghĩa là sao? Nhìn này, dòng ở đây có bao nhiêu dòng? Dòng như này đúng không? Và anh có một thằng gì? Là thằng suộc n đây nữa. Thế nên nó lấy ra nó có một khoảng trắng đây này. Suộc n ở đâu? Là cái thằng mà anh insert vào lúc vừa nãy đấy. Anh có insert suộc n đấy. Hiểu không? Nhớ không? Đấy, ở đây nó có cái suộc n vô hình ở đây này. Thì khi anh đọc read line ấy thì nó sẽ như này. Hiểu không? Nếu mà tiếp tục mình đọc read line liên tục thì sao? Đây. Đấy, hiểu không? Cứ muốn thằng xuống dòng thì nó lại có một thằng xuống n. Có nghĩa là sao? Thì mình có thể dùng for à? Dùng for để read hết tất cả các line này. Hoặc mọi người có thể sử dụng một thằng nữa là thằng read lines f. Được chưa? Là nó sẽ trả về cho chúng ta một list. Đấy, một list tất cả các giá trị. Nhìn này. Đấy, ok không? Read lines f này nhá. À.
phần này vào nhá. Đấy, read line s là trả ra hết tất cả giá trị của chúng ta vào một list. Thì bây giờ chúng ta lại thao tác bình thường như trong một list. Ok chưa? Nam hiểu không? Không có. Thịnh hiểu không? Không hiểu. Ô, từ từ nào. Anh thấy mày trả lời chậm chậm rồi đấy. Anh từ nãy giờ anh giảng có gì nhanh không? Hay là không hiểu đoạn nào có bảo anh? Không nhanh được. Hả? À, em có hiểu. Có hiểu không? Nhưng mà làm đến đoạn này chưa? Thao tác đến đoạn này chưa? Em không, em chỉ nghe chứ em không làm được. Ô, cái thằng này. Ừ, thêm nhớ là phải xem lại làm theo nhá. Đừng chỉ nghe, được chưa? Chỗ này thao tác cái file thì mọi người phải thao tác, được chưa? Hôm nào anh sẽ ra bài tập thêm về thao tác cái file nhé. Như là đọc ghi file và lưu dữ liệu vào file, được chưa? Để cho mọi người thao tác xong làm rồi gửi cho anh. Thấy mấy hôm nay không còn hỏi bài đấy, hôm trước còn hỏi. Nhớ tích cực hỏi bài nhá. Nào rảnh anh ngồi làm bài tập này hỏi bài anh. Được chưa? Rồi. Đấy, đây là phần read lines, được chưa? Hải ok đúng không? Nam ok đúng không? Thịnh nhớ xem lại thao tác nha. Anh đang tò mò một cái cơ chế thao tập. Sao? Tại vì sao mà cứ thêm một con thằng nó đọc một cái chỗ ngay phía sau. Cái gì? Nói lại. Ví dụ anh thêm anh đọc trong đầu anh đọc ra đầu đúng không? Anh viết thêm một câu nữa nó lại cái câu thứ hai anh đọc lại ha. Ừ. Cái cơ chế vòng lặp của nó là như thế. À không phải là cơ chế vòng lặp, có nghĩa là nó là cơ chế đọc theo gì nhỉ? Đọc theo vị trí. Có nghĩa như này nhá, khi mà em đọc, ví dụ em sử dụng thằng này đi, anh sử dụng thằng này. Thằng read này đúng không? Anh f.read. Read giá trị như này, ví dụ anh chuyển vào 4, được chưa? Xong bên dưới này, anh print ra. Được chưa? Anh f.read nhá. Nhưng mà anh chuyển ví dụ ở đây anh lấy ra 4 giá trị nữa, được chưa? Bây giờ sẽ xem hiện tượng gì xảy ra nhá. Đấy, anh. Đúng không? Thì có nghĩa là sao? Là thằng này nó đọc đến đâu nhá? Ý là cơ chế đọc file này, nó đọc đến đâu và nó dừng tại cái vị trí đấy. Và thằng đọc tiếp ấy, thằng sử dụng cái f mà đọc tiếp read này, f.read này, nó đọc từ cái vị trí đấy trở đi nhá. Cơ chế nó chỉ có như thế thôi. Có hiểu không? Cơ chế nào mà nó đọc file nó dựa vào cái index không? Có. Có, đọc file có dựa vào index, nhưng mà nó phải thông qua một thằng seek. Một thằng tìm ra vị trí index đấy. Ừ, nhưng mà thường nhá, anh bảo không, ý này cái đấy bọn em rất là khó thao tác hiểu không? Phải tìm ra vị trí mà em không nhìn thấy nó đâu. Bình thường file ấy, cứ đọc ra như này này, bình thường nhá, anh khuyên cứ đọc ra read line với cả sử dụng hai thằng read line và thằng read lines trả về list như này và một thằng trả về từng hàng ấy. Từng hàng này. Lấy ra giá trị xong là thao tác với giá trị đấy xong là write ngược lại file đấy. Bình thường là hay làm như thế. Ý là thêm xóa sửa một file xong là lại write lại giá trị cho cái file đấy. Đấy, hay làm như thế. Còn thông qua nếu mà có một thằng là thằng seek. Thằng seek là có nghĩa là nó sẽ tìm ra cái vị trí em đang đứng và em có thể trỏ được cái vị trí đấy ra chỗ khác. Hiểu không? Đấy, nó có thằng đấy nhá. Nhưng mà chỉ cần thao tác căn bản, chỉ cần thao tác cho anh hai cái này thôi. Read line và read line. Read line dòng này cũng được, nhưng mà phải nhớ là cái vị trí nó đang đứng ở đâu. Được chưa? Rồi. Đấy là phần thao tác cái file nhá. Hoặc là bọn em có thể dùng như này, vòng lặp for. Đấy, bây giờ anh sử dụng một vòng lặp for nhá. À, anh có thể sử dụng một thằng vòng lặp for nhá. F open đúng không? Anh for này. For i in f xong là print ra i. Được không? Đấy, anh đọc hết ra tất cả các dòng này. Ok không? Đấy. Đoạn này đọc bằng vòng lặp for, cái đoạn này hiểu không? Nam. Em có. Ừ, đọc bằng Hải. Yeah. Ờ, có hiểu đúng không? Đọc bằng vòng lặp for ấy. Bình thường mình đọc này, bây giờ nó đại diện cho từng phần tử, từng hàng. Thấy không? Thằng F này bây giờ là đại diện cho từng hàng nhá. Nhưng mình phải để chế độ read nhá. Mọi người hay nhầm chế độ ấy. Chế độ read thì đây là mặc định default là read rồi. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo này, read line với cả read line S này anh chỉ rồi. Xong. Ok chưa? Nhá. Đọc file nhá, nhớ cho anh này, quay lại này. Anh chỉ này. Đây, đọc file thì nhớ cho anh này. Mặc định khi mà mình không truyền vào bất cứ một cái gì, nó đã là gì? Nó đã là read rồi. Đây này, như thế này đã read rồi, mode mình không truyền gì. Đấy, mode mình không truyền gì hết. Đã read rồi nhá. Rồi đấy, nếu mọi người muốn truyền vào thì cứ để read thôi, không sao hết, để cho từng mình đang đọc. Được chưa? Đấy. Còn là gì? Write được chưa? Nhớ này, anh bảo nhé, write này nó sẽ ghi đè lên file mà đã có. Ví dụ file đấy đã có chứa giá trị rồi thì nó sẽ ghi đè lên. Còn nếu mà file đấy chưa chứa giá trị thì nó sẽ tạo, à nếu mà chưa có một file đấy thì nó sẽ tạo ra file mới. Nhớ nhá. Thế nên có nghĩa là mọi người không phải tạo một file trước mà mọi người chỉ cần dùng cơ chế write thôi, hoặc là cơ chế A, mode A hoặc là mode W để có thể tạo ra một file mới bất kỳ dựa vào cái tên cuối cùng này. Nhớ nhá, cái tên cuối cùng này. Đấy, đây là cái tên, còn đây là đường dẫn. Được chưa? Đây là đường dẫn. Ví dụ thế. Anh ví dụ anh đang ở đây không? Anh khởi tạo mặc định sẵn đi, anh để là 5 đi. Xem nó khởi tạo ra một cái gì. Anh f.write này, f.write đúng không? Anh write something đi. Anh write something rồi đúng không? Xong anh để cơ chế này, cơ chế gì? Cơ chế write. Mode write. Cái chuẩn S này, anh chạy. Đấy, nó sẽ tạo ra test 5. Thấy chưa? Ví dụ bọn em muốn trỏ nó đến đây đúng không? Bọn em muốn lưu cái file đấy ở trong đây đúng không? Bọn em chỉ cần copy đường dẫn này. Lưu file ở trong A đúng không? Đây, copy đường dẫn này. Nối vào đây. Đấy, sụp xuống. Đấy, xong rồi bây giờ em khởi tạo ra một file test A. Thấy chưa? Đấy, xong rồi write something. Đấy, thế này em đã khởi tạo một file test ở trong A. Có nghĩa là cái đường dẫn này nó sẽ chỉ định là mọi người sẽ lưu cái file đấy ở đâu. Ok không? Và hiểu không Hải? Hiểu không chị? Ok. Ờ đấy, là chỉ định cho mọi người lưu file đấy đâu nhá. Đấy, thế thôi. Phần file nó chỉ có vài phần như thế thôi. Đọc và ghi hết và nhớ. Đóng file. Thế thôi. Đọc. À gì nhỉ? Mở file này, được chưa? Đọc hoặc ghi này. Đấy, và đóng. Nhớ ba cái này cho anh nhá. Đây gửi lại này. Nhớ ba cái này cho anh. Đây là phần đọc file nhá. Học về file, chỉ cần học cái này thôi.
xong tiếp tiếp đến một phần nhanh nào phần try với exception nào. Đây phần try với exception đấy, try với exception là phần xử lý ngoại lệ, được chưa? Anh sẽ chạy một phần này để cho mọi người có thể hiểu về try với exception. Đây đây chạy câu này đi trông nó đơn giản đi. Mọi người phải phân biệt cho anh hai cái này, một là ngoại lệ, hai là lỗi sai. Ý là ngoại lệ là một là lỗi sai, ngoại lệ này có nghĩa là sai của hệ thống nhé. Try này nó sẽ thử, nếu mà hệ thống nó sai thì nó sẽ raise lên, để cho nó sẽ chạy vào thằng này. Đấy, anh sẽ giải thích câu lệnh try với exception nhé. Cấu trúc của nó là try, được chưa? Xong là thực hiện một cái gì đó, xong là exception, được chưa? Xong là cái exception này bản chất là gì? Là nó sẽ thực hiện một cái kiểu là nó sẽ mọi người có thể raise lên cái lỗi sai, hoặc là nếu mà thằng này sai thì nó sẽ chạy vào đây. Đấy, anh ví dụ nhé, anh nhập vòng 10. Hiện tượng gì xảy ra? Bạn vừa nhập một số hợp lệ, có nghĩa là sao? Bây giờ anh check này, try đúng không? Anh có một cái input là nhập một số trong đoạn từ 1 đến 10, được chưa? Nếu gì? X mà lớn hơn 1, nhìn thế này, nếu x mà lớn hơn 1 thì print ra câu này. Bạn đã nhập hợp lệ. Mà nếu x mà nhỏ hơn 1 đúng không? Có nghĩa là ngoài 1 đấy, nằm ngoài khoảng 1 thì nó sẽ là gì? Là sai đúng không? Là nhập ra cái không hợp lệ đúng không? Bây giờ anh thử cho xem nhá. Cho anh để là -10 đi. Đấy này, bạn vừa nhập một số không hợp lệ. Nhưng mà bản chất nhá, bản chất này nó phải là như thế này mới đúng này. Anh nhá, bản chất nếu mà mọi người không ray này thì nó sẽ không nhảy vào đây. Nhưng mà bạn nhớ nhá, bây giờ anh thử comment vào cho mọi người. Mọi người ấy mà dùng try với exception mà kiểu như này ấy, thì mọi người phải ray. Đây ví dụ anh nhập -10. Nó không in ra cái gì, nó không nhảy vào đây. Hiểu không? Có nghĩa là cái này ấy, nó không phải là sai của hệ thống. Nhớ nhá, anh muốn chỉ ra cái ví dụ này để chỉ cho mọi người biết cái này nó không phải sai của hệ thống. Bây giờ sai của hệ thống là như thế nào thì anh chỉ cho mọi người biết nhé. Sai của hệ thống là như thế nào? Đây, anh xóa cái này đi. Đấy, xong anh chạy. À, cái này thì nó sẽ báo luôn như này đi. Anh dùng B đi, được chưa? Đấy, anh chạy. Anh vẫn nhập nhá, là nhập hợp lệ luôn nhá. Nhập từ 1 đến 10 nhá, là anh nhập 5 đi. Đấy, bạn vừa nhập nằm ngoài khoảng, có nghĩa là sao? Là thằng B này, nó đang không khởi tạo. Nó không có thằng B thì nó à, thế thằng hệ thống nó phát hiện ra thằng này sai thì nó nhảy vào đây. Đoạn này có hiểu không? Nam hiểu không? Hà hiểu không? Thịnh có nghĩa là sao? Bây giờ anh giải thích nhé. Thằng này nó để check sai hệ thống, có nghĩa là sai hệ thống là sai cú pháp hay sai đại loại thế đấy. Sai cú pháp thì nó không check, nhưng mà nó sẽ check mấy cái lỗi sai của hệ thống, nhớ nhé, chứ không phải là sai của if else. Nếu mà if else này nó sai nó vô nghĩa luôn, có hiểu không? Sai ở trong if else này vô nghĩa, nhưng mà sai hệ thống này thằng B không phải tạo, nó nhảy vào đây luôn, hiểu không? Đấy, bây giờ ví dụ mọi người vấn đề là thằng x đúng không? Vấn đề thằng x, xong là mọi người tụt cái này vào xem là nó sẽ là gì. À, cái này sai là sai cú pháp code, kia là sai lỗi hệ thống rồi. Đấy, yeah, đại loại là mọi người hiểu nhá, là thằng này nó sẽ check sai hệ thống. Đấy, sai hệ thống có nhiều cái sai lắm. Đấy, dùng try với exception rất là tường minh. Hoặc là mọi người có thể dùng try với exception trong phần mở file ấy, thao tác với file. Đấy, còn tiếp này, try với exception finally. Finally là một trong những thằng là mặc định chạy nhá, mặc định chạy. Bây giờ nhìn này, đây này, thằng này sẽ mặc định chạy. Có nghĩa là luôn luôn nó sẽ chạy vào thằng finally này. Mọi người nhớ cho anh nhá. Finally mặc định chạy. Bây giờ ví dụ anh không cải tạo này đi nữa, xong xem nó gì. Đấy. Thằng này vẫn chạy. Không làm gì nó vẫn chạy được chưa? Print something went wrong đúng không? Print C. À thằng C này thì nó hiểu lúc vừa nãy rồi. Bây giờ anh thử cho tự thằng này thằng M đi. Xem nó nói gì. Đấy, nhìn chưa? Đây là sai lỗi hệ thống này. Có nghĩa là không có thằng M. Nhưng mà mình đang thử xem là print ra thằng M, nhưng mà thằng M nó không có thì nó sẽ nhảy vào đây. Ví dụ nhảy ở đây mình in ra something went wrong đúng không? Nhưng mà bây giờ ở đây thì mình mới nhập lại M sao? Hiểu không? Bằng input. Đấy. Có hiểu không? Có nghĩa là thằng này sai thì nó nhảy vào đây. Ví dụ mọi người check lỗi ấy. À, check lỗi hệ thống đúng không? Mọi người có một cái lỗi mà mọi người cứ băn khoăn là không biết là cái đoạn nó có sai không, thì mọi người viết try thử xem à mày có lỗi không. Nếu mày lỗi tại nhập lại mày. Có hiểu ý anh không? Ở trong này lại nhập lại. Nhập nhá. À, hãy nhập giá trị M. Giá trị M. Đấy. Đấy bây giờ anh nhập giá trị M này. Có hiểu không? Cái code đoạn này có hiểu không? Thôi từ từ anh, phải ấn enter chứ quên. Đây. Đấy. Có hiểu không? Đoạn này tất cả mấy đứa có hiểu không? Thích nhớ không? Vâng. Ừ, hài hiểu không? Ok. Đấy, nhớ nhá, là phần try nó sẽ thử xem à cái dòng code đoạn này có lỗi gì không. Đấy, xong rồi nếu mà có lỗi thì nó nhảy vào đây. Mọi người tiếp tục xử lý một cái công việc gì đó cũng được, nhớ nhá. Thực hiện sửa cái lỗi bên trên cũng được, hoặc là ray lên, hoặc là mọi người viết print ra mà lỗi rồi, mày xem lại đi. Đấy, và finally là sao? Có nghĩa là nó luôn luôn chạy đoạn này. Là có nghĩa là ví dụ mọi người để là à cái gì nhỉ? Nó không có lỗi gì cả. Đấy chưa? Ví dụ mọi người ghi như thế. Đấy, đấy là phần try với exception. Bản chất thế thôi. Đấy. Nhá. Hôm nào code xong là cho một ít try với exception vào cho anh xem nhá. Đấy, anh sẽ ra thêm bài tập, còn bài tập bên trên này. Đấy, anh có ra thêm một vài bài tập khó khó ở bên trên này với ma trận nhá. Mấy đứa làm nhá. Xong là có gì hỏi anh, khó khó hay là như thế nào thì hỏi anh nhá. Đấy, làm thế này cho anh. Đấy, bài hôm nay đến đây thôi. Sơ lược lại tí nhá. Đầu tiên này, bài hôm nay 60% mọi người phải nhớ được hết phần này là phần file, được chưa? Nhớ cho anh 31 R V K và A hết. Nhớ nhá, R là read, V K là đọc, A là gì? A là đọc, nhưng mà cái file đấy giá trị ở trong file ấy, nó sẽ ghi tiếp vào chứ nó không xóa đi. Nhớ nhá, còn thằng này là đọc mà nó sẽ xóa giá trị đi. Được chưa? Rồi, nhớ cho anh tiếp này, mode này này. Mấy cái mode mà read nhá thì nhớ cho anh hai thằng thôi, không cần nhiều. Là read line và read line s. Được chưa? Read line là đọc ra từng dòng. Được chưa? Và nó trả về string. Còn read line s ấy, thì nó sẽ trả về cho chúng ta một list string. Đấy, hoặc là có thể đọc bằng dòng for, vòng for.
Vâng, luôn luôn nhớ cho anh cấu trúc là đọc, ghi hoặc là quên mở này, xong là đọc ghi này và gì và đóng, nhớ nhá. Đây cấu trúc anh gửi này. Đấy, được chưa? Đấy, anh sẽ nhà gì nhỉ? Anh sẽ ra thêm bài tập về file này, thao tác với file xong là ghi file nhá. Đấy, bài này đến đây thôi. Tất cả có ai có thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì về bài này không? Đấy, xong là nhớ cho anh về cái đoạn này nữa nhá. Đấy, nhớ anh đoạn này này. Đấy. Nhá. Có ai thắc mắc gì không? Nam thắc mắc gì không? Không đúng không? Hải thắc mắc gì không? Thịnh thắc mắc gì không? Thế nhá. Thịnh nhớ xem lại video cho anh, xong là ngồi gõ lại nhá. Không ngồi xem thằng bé nào xem cũng hiểu hết. Nhưng mà lúc gõ thì sai tù lum hết. Tại vì môi trường của anh khác. Đấy, anh gõ cốt kiểu khác hay là thế nào, tất cả mọi thứ nó đang diễn biến khác. Ở trên máy bọn em khác thì anh phải biết máy bọn em lỗi gì để anh còn chỉnh sửa. Ví dụ như hôm nay ấy. Hiểu không? Đấy, thế nhá. Đấy, thôi đi nghỉ thôi. Anh chào mấy đứa.